Kiếm đạo đệ nhất tiên tập 921, trợ thủ, tập 922, nhân quả cán trả, tập 923, thuyền phù du, tập 924, ba tòa thần ngục, tập 925, linh khư sơn thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. ầm ầm gió lạnh càn quét như như cơn bão, cuốn theo bông tuyết bay múa lao tới, đảo loạn xé nát hư không. Chỉ là lực lượng thiên địa cỡ đó, đã đủ khiến đại đa số nhân vật tiên đạo thế gian sợ hãi. Khanh Vũ giơ tay lên, một ngọn đèn cung đình bay lên trời xoay vù vù chiếu ra ánh sáng tựa như ảo mộng bao phủ nàng cùng tô dịch trong đó nhất thời cùng phong càn quét kia đều bị ngăn cản bên ngoài nhưng chỉ một lát sau theo một tiếng nổ vang chói tai một luồng thần quang màu đen chói mắt đột ngột từ trong hư không nơi xa bắn nhanh đến âm uhm. màn hào quang bao phủ ở trước mặt hai người chia năm xẻ bảy một ngọn đèn cung đình kia cũng bị đánh thủng ầm ầm tan vỡ khanh vũ biến sắc thời khắc mấu chốt nàng nâng tay đánh ra một đạo thần linh bí phủ hóa thành một tấm thiên ánh vàng rực rỡ lúc này mới ngăn trở một đạo thần quang màu đen đột ngột đánh tới kia tiếng va chạm nặng nề vang vọng một đạo thần quang kia tan vỡ từng tấc biến mất ở trên không trung đây là những lực lượng thần linh kia ta nói lưu lại ở trên nguyên từ băng hải này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào mang tới cho người ta uy hiếp chí mạng khanh vũ thở bật ra một hơi sau đó nàng mới bỗng phát hiện từ đầu đến cuối tô dịch chấp tay sau lưng vẻ mặt bình thản căn bản không có bất cứ sự kinh hoàng gì lực lượng thần linh tô dịch như mày thì ra là thế thần quang màu đen bị khanh vũ gọi là lực lượng thần linh chính là nguyên từ thần quang tô dịch nhận thức ở sâu trong nguyên từ băng hải khắp nơi đều là loại lực lượng khủng bố này chẳng qua trước kia tô dịch cũng không rõ nguyên từ thần quang thế mà là một loại lực lượng thần linh mới có thể nắm giữ khanh vũ đến từ thần vực đối với điều này có nhận biết không giống tầm thường nói nghiêm khắc mà nói loại lực lượng thần linh này cũng có thể coi là một loại kỳ nguyên pháp tắc như thiên đạo trật tự chẳng qua vô cùng tàn phá cùng cuồng bạo căn bản không thể sưu tập cùng tìm hiểu Tô Dịch nói, nói như vậy, nơi đây trước kia từng sinh ra kỳ nguyên pháp tác, hoặc là nói, từng có thần linh hàng lâm nơi đây. Khanh Vũ giật mình, nói, đều có khả năng. Khi nói chuyện với nhau, hai người tiếp tục bước về phía trước. Ầm ầm, trên biển băng trắng xóa, cơn lốc cuồng bạo càn quét, tuyết lớn tung bay, thiên địa cũng bày ra một loại cảnh tượng hỗn loạn hủy diệt. Ngẫu nhiên có nguyên từ thần quang hiện ra, vé lên hào quang trí mạng. Tô Dịch không quanh tay đứng nhìn nữa, vận dụng lực lượng luân hồi, dễ dàng hóa giải nguyên từ thần quang kia cái này cũng khiến hắn tin tưởng, khanh vũ không nói dối. nguyên tử thần quang bị tiên giới coi như cấm kỵ này, thật sự là một loại lực lượng thần linh tàn phá hỗn loạn. nếu không, tuyệt đối không có khả năng sẽ bị lực lượng luân hồi dễ dàng hóa giải như thế. mà khanh vũ cũng thấy tất cả cái này, ánh mắt vi diệu hơn nữa phức tạp. dọc đường, chưa nhìn thấy bất cứ vật còn sống nào, khắp nơi đều bày ra cảnh tượng tĩnh mịch khô kiệt, ngay cả một cây cỏ cũng không thấy được. mà theo càng vào sâu bên trong, nguyên tử thần quang bắt đầu liên tiếp xuất hiện, loại lực lượng như cấm kỵ này giống như từng lưỡi dao hắc ám sắc bén, xen lẫn trong cơn lốc cuồng bạo, mơ hồ bất định, đột ngột hiện ra, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Dù là Tô Dịch cũng không thể không trở nên đề phòng, không ngừng ra tay hóa giải nguyên từ thần quang dọc theo đường đi đột ngột đánh tới. Ước chừng sau nửa canh giờ, trượt, thiên địa nơi cực xa chợt trở nên tối tăm, như bị bóng đêm vĩnh hằng che phủ. Có thể rõ ràng nhìn thấy, một cột hào quang màu đen thô to vô cùng từ trên mặt đất dựng lên ngút trời, đâm vào trong tầng mây, cũng nhuộm màng trời kia thành màu đen ở khu vực phụ cận cột hào quang màu đen kia hư không vạn vạo sụp đổ dòng chảy hỗn loạn thổi quét vô số nguyên từ thần quang như mũi tên nhọn dày đặc bắn nhanh ra gào thét trên không nơi đó cách còn rất xa xôi tô dịch cũng cảm nhận được áp lực đập vào mặt một cột hào quang màu đen kia đội trời đạp đất có thể so với một ngọn núi cỡ lớn hoàn toàn là do nguyên từ thần quang biến thành cho người ta cảm giác khu vực kia tựa như nơi tổ nguyên của nguyên từ thần quang không thể nghi ngờ nguyên từ thần quang kia phân bố ở các nơi của nguyên từ băng hải đều đến từ khu vực này. Mà dựa theo trên khối ngọc giản kia của Khanh Vũ lúc trước biểu hiện, thuyền phù du lần thứ ba chính là xuất hiện ở nơi này. Nhưng ánh mắt tô dịch nhìn quanh, lại căn bản chưa phát hiện bất cứ tung tích nào. Lúc này, Khanh Vũ trần chờ một phen, mở miệng nói, đạo hữu, đi tiếp về phía trước, nhất định sẽ càng ngày càng nguy hiểm, có thể giúp ta hóa giải trước lực lượng nhân quả trên người hay không, như thế, ta mới dám vận dụng đạo hạnh thật sự, phối hợp ngươi cùng nhau hành động. Tô dịch thuận miệng nói, trước mắt còn chưa cần ngươi tới ra tay, nhưng ngươi có thể yên tâm, đợi khi tìm được thuyền phù du, ta tự sẽ thực hiện hứa hẹn. Khi nói chuyện, hắn đã tiếp tục bước về phía trước, nhưng ta đã không chờ được nữa. Sau lưng truyền đến tiếng khanh vũ lặng lẽ thở dài, thanh âm còn đang quanh quần, tô dịch đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại. Cũng ngay tại một chớp mắt này, một sợi xích thần màu lửa đỏ chói mắt bay lên trời, ập thẳng tới trước mặt tô dịch. Cửu khúc thiên hà tỏa. Lúc trước ở di tích Long Cung, khanh vũ từng ở trong chiến đấu với tô dịch, khi ninh vận dụng bảo vật này. Mà lúc này, Bảo vật này nhấc lên một mảng lực lượng giam cầm chấn áp, hoàn toàn bao trùm hư không phụ cận Tô Dịch, cũng khiến hắn tránh cũng không thể tránh được. Nhưng Tô Dịch lại chưa kinh hoàng, bên môi ngược lại hiện ra một chút độ cong trầm trọc. Hắn đã sớm dự đoán được, khanh vũ nữ nhân trong xương tủy cực đoan điên cuồng này, tuyệt đối sẽ không thành thành thật thật cúi đầu nghe theo đối với mình. Cửu Khúc Thiên Hà tòa bao phủ tới, tâm niệm chuyển động, Tô Dịch bổ ra một trường. Âm. Uhm. Sợi xích màu lửa đỏ chói mắt bị chấn động hơi cựng lại. Nhân cơ hội này, tô dịch vận chuyển lực lượng vạn giới thụ bóng người bỗng dưng biến mất ngay sau đó hắn đã xuất hiện ở ngoài nghìn trượng khí huyết quanh thân quay cuồng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nữ nhân này thế mà lại trực tiếp vận dụng thực lực cấp thái huyền ngươi thế mà chặn được khanh vũ càng bất ngờ khó có thể tin Mùa đòn này của nàng xúc thế đã lâu không chút do dự vận dụng toàn bộ tu vi cấp thái huyền dưới tình huống đánh bất ngờ đủ có thể đánh bị thương nặng đại địch cùng cảnh giới với nàng ở lúc đối phó tô dịch nhân vật tiên vương như vậy càng nắm chắc thắng lợi. Nhưng bây giờ, lại thất thủ rồi. Nhìn ra được, đó là một cạm bẫy tỉ mỉ chuẩn bị. Giọng điệu tô dịch bình thản, nói, đáng tiếc, ngay từ đầu ta đã biết, giống người loại nữ nhân thay đổi thất thường này, căn bản không đáng tín nhiệm. Khanh Vũ cười duyên nói, biết lại như thế nào, người đã vào bố cục, chấp cánh khó thoát. Âm, uhm. bóng người nàng lóe lên, vung cổ tay, sợi xích thần cử khúc thiên hà tỏa như lửa đỏ rung động ở trên không trung, chợt diễn hóa ra ngàn vạn tầng cầu vòng màu lửa đỏ. Cầu vồng đan xe lẫn nhau, hóa thành một nhà giam che cả bầu trời, mà Tô Dịch giống như con thú bị nhà giam nhốt, tránh cũng không thể tránh được. Đây là thủ đoạn cấp Thái Huyền, tùy tay một đòn, liền có thể thay trời đổi đất, tái diễn càn khôn, lấy đạo hạnh của mình thay thế thiên địa. Mà theo Khanh Vũ vung cửu khúc thiên hà tỏa, biên giới cả lồng giam chợt thu nhỏ lại, tựa như lưới đánh cá thu chặt, muốn hoàn toàn trói buộc Tô Dịch này, Tô Dịch tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Ừm. Uhm bóng người tuấn tú của hắn tràn ngập ra kiếm ý thông thiên triệt địa khi vùng nắm đấm vận dụng thần thông phá giới của vạn giới thụ như bẻ gãy nghiền nát đánh vỡ một lồng giam kia ra một cái lỗ thủng hầu như cùng lúc đó bóng người hắn thoát vây bỗng dưng biến mất cái này đôi mắt đẹp của khanh vũ co rút lại một tên tiên vương có thể phá đi lực lượng dưới vực cấp thái huyền nắm giữ cái này quả thực không thể tưởng tượng cùng lúc đó tiếng tô dịch vang lên ở trong thiên địa ta rất khó hiểu ngươi không sợ bị thần họa đả kích chỉ là khanh vũ lại không cách nào bắt giữ được tung tích của tô dịch cho dù nàng vận dụng bí thuật thông thiên cấp thái huyền cũng tìm không thấy tô dịch giờ phút này rốt cuộc nấp ở nơi nào điều này làm trong lòng nàng dùng mình ngoài miệng thì cười mỉm nói chết đến nơi rồi nói cho ngươi cũng không sao ở nguyên tiểu băng hải này khắp nơi tràn ngập nguyên từ thần quang đủ có thể che phủ lực lượng thần họa trong tiên giới chu hư kia thì ra là thế xem ra trong hai tháng qua vì đối phó ta ngươi thật đúng là nhọc lòng nha tô dịch rất cảm khái thực không dám giấu Ta cũng không ngờ, ở chỗ sâu trong Đông Hải này vậy mà còn có một nơi không sợ thần họa đà kích như vậy. Khanh Vũ thản nhiên nói, đương nhiên, kỳ diệu nhất là, tất cả cái này nhờ thuyền phù du kia mới khiến ta tìm được nơi này. Nói tới, chuyện tìm kiếm thuyền phù du lại có liên quan với ngươi, ngươi nói, cái này chẳng lẽ là trong cõi nào đó tự có trời định sẵn, ngay cả trời cũng đang giúp ta. Khi nói chuyện, sát khí quanh thân nàng mãnh liệt, uy năng cấp thái huyền khuếch tán, thổi quét thập phương, vẫn luôn tìm chỗ tô dịch ẩn thân. Nhưng khiến nàng nhíu mày là, tô dịch tựa như bốc hơi khỏi nhân gian không để lại bất cứ dấu vết nào ngươi nghĩ nhiều rồi tiếng tô dịch vang lên lần nữa ầm uhm. khanh vũ đột nhiên ra tay cửu khúc thiên hà tòa màu lửa đỏ dựng lên ngang trời hướng về nơi thanh âm truyền ra đánh tới đúng như thần tiên buông xuống bá đạo vô cùng mảng hư không nhìn trượng kia cũng bị quật nát như tờ giấy hào quang màu lửa đỏ cuồng bạo bộc phát trực tiếp giống như đánh hư không ra một lỗ thủng nhưng một đòn này lại trượt bởi vì tô dịch căn bản là không ở nơi đó khanh vũ nhao mát ngay lúc này một mảng lưỡi kiếm đột ngột hiện ra ở phía sau nàng trượt lóe qua luôn hồi đệ nhất kiếm sát na chi tịch Âm. Uhm. thời khắc mấu chốt quanh thân khanh vũ nở rộ ra một tầng giáp trụ màu lửa đỏ như thần kim đúc thành chặn một kiếm đột ngột ám sát tới này của tô dịch hai bên va chạm mảng hư không kia ầm ầm tan vỡ lực lượng hủy diệt khủng bố bộc phát chấn động bóng người khanh vũ bay về phía trước tỏ ra rất chật vật nhưng một chớp mắt này trong mắt nàng tuôn trào sát khí lớn tiếng kêu lên tìm được ngươi rồi ầm uhm sợi xích thần màu lừa đỏ thổi quét dễ dàng nghiền nát hư không phụ cận hùng hăng đánh về phía nơi một kiếm vừa rồi xuất hiện keng tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng bóng người tô dịch hiện ra cả người lẫn kiếm bắn ra còn chưa đợi khanh vũ truy kích bóng người tô dịch đã lần nữa bỗng dưng biến mất điều này chọc giận khanh vũ âm thầm nghiến rằng bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim nàng dám khẳng định tô dịch tất nhiên nắm giữ một loại bí bảo mạnh mẽ có liên quan với lực lượng không gian đủ có thể xuyên qua ở giữa chu hư cái này so với thuấn di càng thêm đáng sợ sẽ không để lại khí tức cùng dấu vết cũng làm người ta rất khó bắt giữ cùng tập trung hành tung của hắn người nếu chỉ chuẩn bị chút thủ đoạn này sợ là không giữ được ta tiếng tô dịch vang lên lần nữa trong lòng hắn cũng cảm khái một phen quả thật chiến lược của hắn hôm nay có thể giết chết nhiệt linh cấp thái huyền nhưng đó là dưới tình huống liều mạng bị thương mà khanh vũ đại năng cấp thái huyền bực này tự nhiên xa không phải nhiệt linh có thể so sánh nếu muốn giết đối phương hầu như không có bao nhiêu cơ hội Tựa như trước đó, hắn thi triển sát na chi tịch đánh bất ngờ, đủ có thể dễ dàng giết chết nhiệt linh cấp thái huyền, nhưng lại bị khanh vũ dùng lực lượng giáp trụ trên người ngăn trở, cũng chưa từng bị thương. Trinh lệch vừa xem hiểu ngay. Quan trọng nhất là khanh vũ còn không phải đại năng cấp thái huyền bình thường có thể so sánh, nàng đến từ thần vực, chỉ thiếu một cơ hội thành thần liền có thể chứng đạo thành thần. Chiến lực cỡ đó, có lẽ thua lạc thiên đồ tuyệt thế thần tử như vậy một chút, nhưng cũng đã có thể nói là cực đoan khủng bố, không giữ được ngươi khóe môi khanh vũ hiện lên một nụ cười lạnh vậy thử xem âm uhm. nàng nâng giơ tay một khối bí phủ hình hoa sen nổ tung trên không nở rộ ra cánh hoa màu đỏ thông thiên triệt địa dày đặc rậm rạp thổi quét ra cánh hoa nhìn như kiều diễm lại như lưỡi đao tuyệt thế sắc bén dễ dàng xé rách hư không nhìn một cái khu vực ngàn dặm phụ cận trên trời dưới đất khắp nơi là cánh hoa màu đỏ càn quét xé hư không thành vô số khối Tôi dịch lúc trước trốn ở trong hư vô nhất thời bị ép đi ra cũng là một chớp mắt này, Khanh Vũ bùng nổ lao tới, mái tóc nàng bay múa, trong mắt tỏa ra sát khí khắp người, nâng tay, cửu khúc thiên hà tỏa chờ tăng vọt kéo dài, hung hăng quật về phía Tô Dịch. Tô Dịch vung kiếm ngăn cản, lại bị đánh bóng người lui về mấy ngàn trượng, nhưng bóng người hắn lại lần nữa biến mất. Khanh Vũ đang muốn giở lại trò cũ, bức bách Tô Dịch đi ra. Trong thiên địa lại vang lên tiếng cười khẽ của Tô Dịch, "Đánh như vậy, quá không công bằng, có gan thì đi bên ngoài nguyên từ băng hải, ta trái lại muốn xem, ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy hay không?" thanh âm đang quanh quần khanh vũ đột nhiên biến sắc rất quyết đoán nói gã này muốn chạy trốn người còn không ra tay có trợ thủ tô dịch đang hướng về bên ngoài nguyên từ băng hải lao đi trong đầu vừa hiện ra ý nghĩ này âm uhm. trong thiên địa nơi cực xa chờ xảy ra dị biến vô số lực lượng cấm chế thần bí bay lên trời đâm xuyên giữa trời đất lực lượng cấm chế kia do vô số phù văn kỳ quái tạo thành lấp lánh trói mát tựa như hóa thành một lạch trời vắt ngang ở trong thiên địa cho người ta cảm giác không thể vượt qua không thể lai động dọa người nhất là trong lực lượng cấm chế kia tràn đầy một luồng khí tức như cấm kỵ tựa như dòng nước hoàn toàn phong cấm mảng thiên địa kia rất nhiều nguyên từ thần quang lao tới trong giây lát liền biến mất không thấy căn bản không thể lay động chút nào còn người tôi dịch chợt co rút lại đây chẳng lẽ là một tòa thần cấm cùng lúc đó một tiếng cười lộ ra sự thoải mái vang lên thành rồi ở dưới vạn lưu phong thiên cấm này đã hoàn toàn phong kín đường ra rời khỏi nguyên từ băng hải này không gian quy tắc giam cầm không ai có thể chạy trốn theo thanh âm trong một đạo thần cấm có thể so với lạch trời kia đi ra một bóng người đây là một nam tử bóng người cao gầy tóc dài xám trắng mắt giống như chim ưng da thịt màu đồng ngũ quan lạnh lùng cứng ngắc nhưng nham thạch hắn mặc một bộ đạo bào khi hành tẩu như có vô số dòng nước phập phồng ở dưới chân nơi đi qua hư không đều bị dòng nước càn quét tan vỡ nổ vang như sấm bắt mắt nhất là sau lưng hắn thế mà lại sinh ra một đôi cánh chim màu đen khi nhìn thấy người nọ xuất hiện khanh vũ rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều chỉ là ánh mắt nàng nhìn về phía nam tử cao gầy này lại mang theo một tia kiêng kỵ không chút nào che giấu. Đúng rồi, trong nửa khắc đồng hồ, phải bắt giữ người này, nếu không, vạn lưu phong thiên cấm sẽ tiêu tán. Nam tử cao gầy cất bước đi tới, dáng vẻ thong dong tự nhiên, thanh âm truyền khắp thiên địa, giống như căn bản không sợ bị tô dịch nấp trong bóng tối nghe được. Chỉ nửa khắc đồng hồ, khanh vũ nhíu mày. Nam tử cao gầy cười nói, nửa khắc đồng hồ, đã dư giả. Khi nói chuyện, hắn nâng tay điểm một cái. Âm. Uhm vô số hào quang cấm chế giống như mưa rào ầm ầm chút xuống thổi quét thập phương tô dịch trốn trong chỗ tối không thể không tiến hành né tránh cũng bởi vậy hiển lộ bóng người mà vẻ mặt hắn đã hiện lên một sự ngưng trọng thủ đoạn của gã này so với khanh vũ lợi hại hơn xa hắn là ai người xem hắn không phải đi ra rồi nam tử cao gầy cười mở miệng một bộ tư thái mưu kế cao thâm khanh vũ cũng lộ ra nụ cười rạng rỡ cổ đạo huynh không hổ là nhân vật tuyệt thế trên thân hàng ngũ mười đại yêu đế thủ đoạn bực này làm người ta nhìn mà than thở. Cổ huynh, mời đã yêu đế. Tô dịch rốt của hiểu ra, nam tử cao gầy này tất nhiên là cổ ẩn thiện, tiểu đồ đệ kia của lão câu cá, một tuyệt thế yêu đế hung danh rõ ràng ở thần vực. Không thể nghi ngờ, khi Ninh lúc trước suy tính không sai, cổ ẩn thiện lần này đến tiên giới, tất nhiên sẽ chủ động tìm tới mình. Chẳng qua, tô dịch lại không ngờ, cái này thế mà liên thủ với khanh vũ, hơn nữa chuyên môn ở trên nguyên từ băng hải này tình mỉ bố cục. Trách không được ngươi đột nhiên thay đổi, nếu ta phỏng đoán không sai, là hắn đáp ứng giúp người hóa giải lực lượng nhân quả nghiệp chứng trên người, đúng không? Tô dịch mở miệng, khanh vũ kinh ngạc nói, cái này ngươi cũng có thể nhìn ra được. Ánh mắt cổ ẩn thiện lóe lên, rất bình thường, tiểu tử này sợ là đã nhìn thấu thân phận của ta, có thể biết ta có thể hóa giải nhân quả nghiệp chứng, tự nhiên không kỳ quái. Ở thân vực, ai cũng rõ, sư tôn hắn chính là linh cơ lão nhân, nắm giữ lực lượng nhân quả. Dừng một chút, cổ ẩn thiện nói, bắt giữ hắn trước, để tránh đêm dài lắm mộng. Âm. Uhm. Hắn nâng tay nhấn một cái, một mảng lực lượng cấm trận tràn ngập khí tức cấm kỵ mạnh xuất hiện hóa thành dòng lũ dợp trời dợp đất hướng về tô dịch bao phủ cùng lúc đó bóng người khanh vũ bùng nổ lao lên phung cử khúc thiên hà tỏa thiêu đốt như ngọn lửa quất xuống âm uhm. đại chiến bùng nổ tô dịch tung người trên không phung kiếm chém ra nhưng chỉ trong tích tắc cả người hắn đã bị đánh bay đi thực lực chênh lệch quá lớn vô luận cổ ổn thiện hay khanh vũ đều là nhân vật cấp thần tử kẻ trước chính là một trong mười đại yêu đế của thần vực yêu đạo kẻ sau cách chứng đạo thành thần cũng chỉ thiếu một cơ hội. Hôm nay cùng nhau liên thủ, uy năng cỡ đó có thể nghĩ mà biết khủng bố bao nhiêu. Đừng nói tiên vương, đời làm các lão gia hỏa cấp thái huyền kia đương thời, đều nhất định không chịu nổi. Vũ, căn bản không cho tô dịch cơ hội thở dốc, bóng người khanh vũ như tia chớp, triển khai sát và sắc bén cường thế, thế công như mưa rền gió dữ. Mỗi một đòn, đều thể hiện hết thần uy có một không hai của đại năng cấp thái huyền. Tô dịch căn bản không dám có bất cứ sự giữ lại gì, sốc hết toàn lực ra tay, nhưng tranh lệch vẫn rất rõ ràng, hoàn toàn ở trong hoàn cảnh xấu. nếu không phải vận dụng lực lượng của vạn giới thụ tiến hành né tránh, đã sớm không chống đỡ được thế công khủng bố cỡ đó. mà mỗi khi tô dịch ý đồ ẩn nấp hành tung, ở trong chu hư không gian dịch truyền sẽ bị cổ uẩn thiện dễ dàng phá đi. hắn nắm giữ lực lượng thần cấm, nhắc lên hào quang cấm chế dợp trời dợp đất, vô luận tô dịch ẩn nấp ở nơi nào, đều sẽ ở trong nháy mắt bị áp bách đi ra. ở dưới giáp công cỡ này, tô dịch đã hoàn toàn ở hoàn cảnh xấu, không có hy ninh ngươi tiểu gia hỏa này cũng chỉ có vậy mà thôi. Khanh Vũ cười duyên, tươi tán động lòng người. Nhưng thế công của nàng thì càng thêm sắc bén, một sợi cử khúc thiên hà tỏa như dòng lửa điên cuồng vung vẩy, phóng ra uy năng khủng bố dữ dội. Đối phó ta một tên tiên vương như vậy, còn có thể đắc chí, không có tiền đồ. Tô Dịch không khỏi cười nhạo, hắn rất chật vật, tình cảnh hung hiểm, nhưng lại càng chiến càng dũng mãnh. Một thân trình độ kiếm đạo kia bị hắn thi triển tới cực điểm, phối hợp lực lượng dịch chuyển của vạn giới thủ, mỗi lần gặp đả kích chí mạng, luôn có thể đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi. Khanh Vũ hử lạnh, mặt mũi có chút không nhịn được. Đúng vậy, lấy thân phận cùng thực lực của nàng, lại không cách nào dễ dàng chấn áp một tên tiên vương, cái này nếu truyền ra, vốn là rất mất mặt. Ngươi không phải tiên vương tầm thường, hai kiếp trước của ngươi từng có được thực lực uy hiếp chư thần, hôm nay ngươi càng nắm giữ lực lượng luân hồi, ngay cả chiến lực cũng có thể đối kháng với nhân vật cấp thái huyền, điều này dù ở trong thần vực, lại có tiên vương nào có thể so sánh với ngươi. Cổ Uẩn Thiện nơi xa chậm rãi mở miệng, hắn như vô cùng hiểu biết đối với tình huống của tô dịch càng nói đến hai kiếp trước của tô dịch điều này làm trong lòng tô dịch dùng mình giết bóng người khanh vũ từ trên trời giáng xuống dưới một đòn trực tiếp phá vỡ thế công của tô dịch tô dịch tuy kịp thời né tránh lại vẫn như cũ bị thương vai trái bị sợi xích màu lửa đỏ đập chúng máu thịt tan vỡ xương khớp thiếu chút ngỡ gãy rời khanh vũ được thế không thang người xoay cổ tay cử khúc thiên hà tỏa chợt như con rồng giận dữ lao xuống đánh về phía tô dịch vừa mới bị thương căn bản không cần nghĩ Tô Dịch nếu không ngăn được một đòn này, nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Ở thời khắc mấu chốt này, Tô Dịch không chút do dự vận dụng một luồng khí tức của Cửu Ngục Kiếm. Keng! Tiếng kiếm ngân lên như thủy triều, dựng lên ngang trời. Cửu Khúc Thiên Hà tỏa thiêu đốt như lửa trực tiếp bị đánh văng ra, kiếm uy bá đạo kia chấn động làm cổ tay Khanh Vũ cũng đau đớn, bóng người lào đảo lui lại. Mà nhân cơ hội này, Tô Dịch đã thoát vây, bóng người lái lên tới nơi xa. Nàng không khỏi kinh ngạc, còn có con bài chưa lật. Cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương gã này nắm giữ luân hồi thủ đoạn rất nhiều nếu đổi là kiếp trước của hắn người ta thậm chí cũng không đủ tư cách cả địch với hắn cổ uẩn thiện nhắc nhở hắn vẫn luôn ở nơi xa lực trận lấy lực lượng thần cấm phối hợp khanh vũ ra tay lúc này cũng bị lực lượng tô dịch đột nhiên bộc phát ra làm chấn động khanh vũ mím môi sắt khí trong mắt mãnh liệt lại lần nữa tấn công một thân đạo hạnh của nàng nổ vang uy thế càng thêm đáng sợ nhưng tô dịch lại sẽ không dây dưa với nàng mà là xoay người hướng về chỗ sâu trong nguyên từ băng hải lao đi mau ngăn hắn. Khánh Vũ kêu to, căn bản không cần nàng nhắc nhở, cổ ẩn thiện đã ra tay. Âm, uhm. một lạch trời do lực lượng thần cấm biến thành dựng lên ngang trời, ngăn cản ở phía trước tô dịch nối tiếp trời đất, hoàn toàn phong kín con đường phía trước. Tô dịch một lần này lại chưa tránh lui, mà là trực tiếp rông lên phía trước. một thân đạo hạnh nổ vang như sôi trào, dốc hết toàn lực chém ra một kiếm. một kiếm này không chỉ ẩn chứa khí tức của cửu ngục kiếm, còn vận dụng thần thông phá giới của vạn giới thụ. giang giác một kiếm chém xuống thần cấm như lạch trời kia bị cứng rắn xé ra một vết rách hầu như cùng lúc bóng người tô dịch xuyên qua vết rách hướng về chỗ sâu trong nguyên từ băng hải lao đi cái này khanh vũ khó có thể tin mắt cổ ẩn thiện co lại tâm thần chấn động vạn lưu phong thiên cấm có thể ẩn chứa lực lượng thần linh thần diệu vô cùng cho dù là hắn nhân vật cấp thần từ bực này bị nhốt trong đó cũng rất khó thoát vây nhưng tô dịch lại đã làm được không đúng hắn đã có thể làm được vừa rồi vì sao không trực tiếp hướng về bên ngoài nguyên từ băng hải bỏ chạy cổ ổn thiện nhíu mày đuổi theo bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim bất chấp nghĩ nhiều cổ ổn thiện và khanh vũ cùng nhau toàn lực hướng về tô dịch đuổi theo về phần tòa vạn lưu phong thiên cấm kia bao trùm ở khu vực ngoại vi nguyên từ băng hải thì bị cổ ổn thiện để lại nơi đó trận này lợi hại nữa cũng chỉ có thể bao trùm một bộ phận khu vực phong tỏa đường ra rời khỏi nguyên từ băng hải mà không có khả năng bao trùm toàn bộ nguyên từ băng hải ầm ầm ở sâu trong nguyên từ băng hải một cột hào quang màu đen thật lớn kia dựng lên ngút trời phóng ra cơn bão nguyên từ nghiền nát sụp đổ mảng hư không kia tô dịch im bà dừng lại dừng ở trên không đi tiếp về phía trước chắc chắn sẽ gặp lực lượng một cột hào quang màu đen kia đả kích đó là một loại lực lượng có thể so với thiên đạo trật tự vì sao không chạy nữa phía sau truyền ra tiếng khanh vũ cười duyên thời tới thiên địa đều đồng lực vận đi anh hùng không tự do cổ ẩn thiện thản nhiên nói lúc trước ở di tích long cung có hy ninh che chở ngươi có thể tận tình nhảy nhót nhưng bây giờ không còn hy ninh ngươi tựa như không còn dùng được nha nói đến chuyện di tích long cung khiến khanh vũ thủ mới hận cũ trả lên trong lòng nụ cười trên mặt cũng không thấy nàng nghiến răng nói khi đó có thiên địa quy tắc uy hiếp khiến ta không thể toàn lực thi triển toàn bộ đạo hạnh cuối cùng mới chịu đau khổ mà bây giờ đã khác rồi tôi dịch xoay người nhìn hai tuyệt thế đại địch đuổi giết tới giọng điệu lạnh nhạt nói các ngươi nói sai rồi ta cả đời này xưa này sẽ không gửi gắm tính mạng ở trên thân người khác. a, à, còn mạnh miệng. khanh vũ cười lạnh, cất bước tới gần. tô dịch cười cười, nói, mạnh miệng, không. điều ta bây giờ nghĩ là, nguyên từ thần quang có thể uy hiếp đến tính mạng của ta, chẳng lẽ không uy hiếp đến tính mạng của các người? đôi mắt đẹp của khanh vũ hơi co lại. âm. Uhm, chỉ thấy bóng người tô dịch lóe lên, lao về phía một cột hào quang màu đen dựng lên thông thiên kia nơi xa. gã này điên rồi sao? sắc mặt khanh vũ trầm xuống hắn là muốn đặt vào chỗ chết sau đó mới sống ánh mắt cổ ẩn thiện thâm trầm nói trước đừng hành động thiếu suy nghĩ tạm xem hắn ở dưới nguyên tử thần quang đả kích có thể chống đỡ được bao lâu trong lòng khanh vũ ngột ngạt nhưng cũng chỉ có thể gật đầu một trận chiến này từ khi bắt đầu đến bây giờ tô dịch quả thực tựa như một con cá trơn trượt mỗi lần sắp bắt giữ hắn liền bị hắn tránh đi thế này bảo khanh vũ sao có thể không tức yên tâm con mồi rào hoạt nữa cũng đã không có đường lui cổ uẩn thiện chậm rãi rỗi người một phen dáng vẻ thong dong mà tự tin ầm ầm nơi cực xa tô dịch vừa mới tới gần một cột hào quang màu đen do nguyên từ thần quang biến thành kia liền gặp phải đà kích đáng sợ nguyên từ thần quang cuồng bạo càn quét trực tiếp giống như muốn xé nát cả người hắn nhưng ở thời khắc mấu chốt này tô dịch trực tiếp lấy ra một quyển sách toàn lực thúc giục ầm lực lượng nhân quả màu đỏ tươi hóa thành sương mù như hỗn độn bốc hơi lên hóa giải hết nguyên từ thần quang thổi quét tới trên một trang giấy trống trong quyển sách hiện ra một câu hồn hền mẹ kiếp lấy bổn tọa làm lá chắn phải không vô sỉ tô dịch không bận tâm tới hắn một tay nâng nhân quả thư đứng ở trong thiên địa nguyên từ thần quang càn quét kia không tổn hao gì bình thản có dám đến chiến một trận tô dịch xoay người cười nhìn phía hai đại địch nơi xa khanh vũ sắc mặt âm trầm trên mặt tràn đầy ghen ghét quả nhiên nhân quả thư hỗn độn bí bảo này đã rơi vào trong tay hắn trong mắt cổ ẩn thiện nở rộ thần quang nhìn chăm chăm nhân quả thư trong tay tô dịch nhẹ nhàng nói như vậy mới tốt nhất một trong những mục đích ta lần này đến tiên giới chính là muốn mang bảo vật này cho sư tôn ánh mắt hắn cuồng nhiệt trên mặt hiện ra sự tham lam không chút nào che giấu bảo vật này không chỉ có tác dụng lớn đối với sư tôn hắn đối với hắn chứng đạo thành thần sẽ có tác dụng không thể thay thế nhìn ra được hắn đã ở vào bước đường cùng không có bao nhiêu con bài chưa lật có thể dùng một trận chiến này cũng tới lúc kết thúc rồi cụ uẩn thiện nhẹ nhàng nói khanh vũ có thể vận dụng thần bảo cùng nhau xông qua được khanh vũ hít sâu một hơi thu hồi cử khúc thiên hà tỏa từ trong tay áo bảo lấy ra một thanh loan đào ánh bạc rực rỡ sáng như tuyết giống như trăng tàn ầm uhm. lưỡi đào như tuyết nở rộ thần quang chói mát mơ hồ có thể thấy được trong thần đào có lực lượng thần đạo tối nghĩa bá đạo dâng trào rực rỡ như ánh trăng thần uy cỡ đó khiến thiên địa phụ cận cũng bắt đầu chấn động hư không gào thét tàn nguyệt thần đao một món thần bảo ẩn chứa kỳ nguyên pháp tắc một đao trong tay khanh vũ tung người lao về phía trước lao tới chém giết tô dịch nơi cực xa nguyên tử thần quang khủng bố bắn phá lại bị khanh vũ vùng đao phá vỡ không thương tổn đến nàng mảy may trong chớp mắt đã phá tan vòng vây cách tô dịch chỉ còn 10 trượng chết khanh vũ vùng đao chém tới trong tích tắc trực tiếp như có một vầng trăng tàn sáng tỏ từ trên trời rơi xuống đánh chìm bầu trời xé rách không gian thần uy khủng bố kia mạnh đến mức không thể tưởng tượng tô dịch không cứng đối cứng xoay người hướng về một cột sáng nguyên từ màu đen thật lớn phóng đi ầm ầm theo tới gần nguyên từ thần quang quả thực như trời long đất lở hướng về tô dịch trấn áp chém giết nhưng toàn bộ đều bị nhân quả thư ngăn trở ầm 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 nhân quả thư bị đánh kịch liệt run rẩy trên trang sách không ngừng hiện ra lời thô tục mắng tô dịch nhưng tô dịch trực tiếp không nhìn lúc này hắn nào dành để ý cân nhắc cảm nhận của nhân quả thư một đao trượt khanh vụ cắn răng một cái cũng đuổi theo dọc đường tương tự cũng gặp phải nguyên từ thần quang công kích nếu không phải có tần nguyệt thần đao ngăn cản nàng đã sớm không chịu nổi rất nhanh tô dịch phía trước đi không nổi nữa không thể không dừng chân nguyên từ thần quang kia quả thực giống như thác nước trên chín tầng trời bao trùm mảng thiên địa này không ngừng đánh xuống dù là có nhân quả thư ngăn cản cũng khiến tô dịch từng bước khó khăn thừa nhận áp lực thật lớn mà phía sau khanh vũ cũng rất cố sức khi nhìn thấy tô dịch không cách nào tiến lên nữa đôi mắt đẹp của nàng hiện lên sát khí nồng đậm cười nói vì sao không chạy nữa Tô dịch xoay người, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, bởi vì ở nơi này giết người là đủ rồi. Thanh âm còn đang quanh quần, tô dịch đã đột nhiên lao tới. Bước ra một bước, khi tức trên người hán trượt nổ vang, tiên nguyên không gian trong cơ thể tựa như ở trong nháy mắt thiêu đốt lên, khí huyết, thần hồn theo đó cộng hưởng. Thậm chí, da thịt quanh thân hắn cũng bốc hơi ra đạo quang chói mắt. Một thân uy thế, theo đó kéo lên đến mức độ cực tình chưa từng có. Nhưng thấy một màn như vậy, trong đôi mắt đẹp của Khanh Vũ lại hiện ra một phần châm trọng chó cùng rất dậu sao cũng tốt đã chủ động đưa lên cửa nàng tự nhiên không để ý một hơi chấn áp hắn ầm uhm. ở trên người nàng đạo hạnh cấp thái huyền sôi trào vận chuyển tới trình độ chưa từng có tàn người thần đao trong bàn tay chảy xuôi đạo quang khiếp người vận sức mà chờ đối với thực lực của tô dịch nàng sớm rõ ràng chẳng qua nàng sẽ không sơ ý sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực chỉ cần tô dịch dám tới gần nàng nhất định sẽ lấy thế lô đình vạn quân hoàn toàn kết thúc trận chiến đấu này lên tô dịch giơ cánh tay phải nhân gian kiếm theo đó trào dâng tiếng ngân vang tận mây xanh sau đó bóng người lao tới kia của tô dịch đột nhiên biến mất đối với điều này khanh vũ sớm đã coi như bình thường lập tức chém ra một mảng đao khí bao trùm khu vực mười triệu phụ cận như một màn đao tròn trịa hầu như cùng lúc bóng người tô dịch chờ xuất hiện ở trên không khanh vũ nhân gian kiếm giơ lên cao cao chợt giận giữ chém xuống âm uhm. một tiếng nổ chấn động thiên địa vang lên đao khí phạm vi mười trượng kia chật chia năm xẻ bảy bắn ra vô số hào quang đôi mắt khanh vũ co rút lại lông tóc dựng cả lên khi một kiếm này chém xuống tựa như một mảng khổ hải vô biên vô hạn lao ra phóng ra lực lượng chấn áp giam cầm khủng bố lực lượng tràn ngập trong đó khủng bố hoàn toàn vượt qua khanh vũ dự đoán chẳng qua nàng phản ứng cực nhanh một thân đạo hạnh nổ vang phung đao giận dự chém ầm ầm khổ hải sôi trào bị một đau bổ ra nhưng khanh vũ cũng không chịu nổi lực lượng một kiếm này của tô dịch xa xa không phải lúc trước có thể so sánh tràn ngập một luồng kiếm uy cấm kỵ không cách nào hình dung chấn động làm bóng người đàn hoạn trọn, thiếu chút nữa nuôi ngược ra ngoài ngay tại một chớp mắt này tôi dịch lại lần nữa xuất kiếm một kiếm này hoàn toàn tận tình phóng thích một thân đạo hạnh kia của hắn quyền bí lục đạo luân hồi ẩn chứa trong đó hình thành một loại lĩnh vực kết giới tương tự với kính vực một kiếm này cầu chính là công đâu được đó không đâu không phá một kiếm này là một kiếm lực sát thương mạnh nhất trước mắt tôi dịch nắm giữ lục đạo kiếm luân chẳng qua khác với trước đây ở lúc chém ra một kiếm này, tô dịch dốc hết toàn lực điều động vận dụng khí tức của cửu ngục kiếm, âm uhm. thiên địa run rẩy dữ dội, nguyên tử thần quang càn quét phụ cận cũng bị đánh phăng ra. trong một kiếm của tô dịch như một phương u minh giới vực hiện lên ngang trời, có cảnh tượng lục đạo luân hồi luân chuyển ở trong đó, thần bí u ám, hư không phụ cận cũng đang điêu linh cùng hủy diệt. khanh vũ hít vào ngụm khí lạnh, khí tức một kiếm này tràn ngập ra, khiến nàng người được hơi thở chính mạng, nhưng nàng đã không kịp né tránh, chỉ có thể toàn lực cứng đôi cứng. keng tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên cổ tay khanh vũ đau đớn tàn nguyệt thần đao rời tay bay đi nàng đột nhiên biến sắc bớt ra lui bán về đang muốn thu hồi tàn nguyệt thần đao một bàn tay sớm trước một bước bắt lấy tàn nguyệt thần đao chính là tô dịch sau khi bắt lấy đao này bóng người hắn trượt lóe liền biến mất khỏi tại chỗ xuất hiện ở nơi xa sau đó hắn cười nhìn về phía khanh vũ nói không có thanh đao này ngươi còn có thể thừa nhận được nguyên tử thần quang đà kích không đau đớn mất thần bảo vốn khiến khanh vũ phẫn nộ cùng lo lắng mà nghe được câu này của tô dịch đầu óc ầm một tiếng như bị sét đánh nàng lập tức hiểu ra từ đầu đến cuối tô dịch căn bản không phải muốn liều mạng với nàng mà là muốn đánh rơi thần bảo trong tay nàng như vậy khanh vũ theo bản năng ngừng đầu nhìn chỉ thấy bốn phương tám hướng nguyên từ thần quang như trời long đất lửa ầm ầm chấn áp chém giết tới căn bản chạy không thể chạy tránh cũng không thể tránh cứu ta khanh vũ thét chói tai ầm uhm. trong trước mắt nàng bị thương nặng thân thể yểu điệu tàn phá như bị vô số lưỡi đao hung hăng cạo một lần, máu thịt be bé bét. Nguyên từ thần quang kia vốn là một loại kỳ nguyên pháp tắc tàn phá, tương tự với thần họa bao trùm ở trong tiên giới chu hư, cùng với lượng nhân quả nghiệp chướng của di tích long cung. Khác nhau là ở chỗ, nguyên từ thần quang tàn phá không hoàn chỉnh, vô cùng cuồng bạo, chỉ cần tránh né kịp thời, nhân vật cấp thái huyền cũng sẽ không gặp nạn. Nhưng bây giờ lại khác, tô dịch sở dĩ động thủ ở đây là ở chỗ nơi này tới gần một cột sáng nguyên tử kia nhất, thiên địa nơi này sớm bị nguyên từ thần quang như thiên hà vỡ đê bao trùm khanh vũ không có tản nguyệt thần đao lại bị vây khốn tầng tầng lúc này mới bị thương nặng tô dịch không khách khí ngay lập tức xông lên trước phung kiếm chém về phía khanh vũ thời khắc mấu chốt cổ ẩn thiện đã ra tay hắn vỗ một đôi cánh màu đen sau lưng tay cầm một cây cần câu đồng xanh chừng dài hơn một trượng đột ngột giết đến phụ cận cần câu ở trên không đánh về phía nhân quả thư trong tay trái tô dịch thế lớn lực trầm phách tuyệt vô song bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim không thể nghi ngờ cổ uẩn thiện tính ăn miếng trả miếng chỉ cần đánh rơi nhân quả thư trong tay tô dịch tô dịch tương tự cũng sẽ gặp nguyên từ thần quang công kích nhưng một cái chớp mắt này tô dịch lại làm ra hành động ngoài dự đoán của mọi người ngay lập tức mang nhân quả thư trong tay ném ra ngoài ầm uhm. nhân quả thư bị cần câu đánh trúng bay ngược ra ngoài mà thừa dịch thời cơ này tô dịch căn bản không để ý nguyên từ thần quang công kích một kiếm hướng về khanh vũ giận dữ chém xuống một tư thái tản nhẫn lấy mạng đổi mạng không khanh vũ phát ra tiếng thét chói tai thê lương khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập kinh sợ. Nàng bị thương nặng, cũng còn chưa thể từ trong nguyên từ thần quang công kích thoát vây, căn bản là không thể tránh né, trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa. Cuối cùng, chỉ có thần hồn của nàng sớm chạy ra, nhưng cũng vẫn phí công, nguyên từ thần quang kia như dòng lũ loạn thế dợp trời dập đất, trực tiếp bao phủ thần hồn của nàng. Tô Dịch tương tự cũng gặp nguyên từ thần quang đả kích, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn lấy ra tàn nguyệt thần đao của Khanh Vũ, chặn hơn phân nửa nguyên từ thần quang. Những thứ còn sót lại kia, thì bị hắn vận chuyển lực lượng luân hồi quanh thân hóa giải hết không trần chờ bóng người hắn lóe lên liền tới gần về phía một cột sáng nguyên tử ở nơi xa kéo giãn khoảng cách với thần hồn khanh vũ hắn biết rõ nữ nhân này là điên cuồng cỡ nào làm như vậy là muốn tránh đi bị khanh vũ vồ ngược trước khi chết đồng thời cũng là để phòng cổ ẩn thiện nhân cơ hội đánh tới cứu cứu ta cùng lúc đó thần hồn khanh vũ đang hoảng sợ giết gào điên cuồng dãy giụa nhưng ở dưới nguyên tử thần quang mênh mông cuồn cuộn kia công kích lại tỏ ra vô lực như vậy Cổ Ẩn Thiện chưa đi đối phó Tô Dịch, hắn kịp thời ra tay, cứu ra thần hồn Khanh Vũ. Nhưng thần hồn của Khanh Vũ đã tổn hại thê thảm nặng nề, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. "Xin lỗi, ta tới chậm một bước." Cổ Ẩn Thiện thở dài. Tàn hồn Khanh Vũ run rẩy, vẻ mặt đầy oán độc, giọng khàn khàn nói, "Thật sự là tới muộn sao? Người rõ ràng là vì chiếm chức nhân quả thư vào tay, căn bản không để ý sống chết của ta." Nàng thấy rõ, lúc trước, Cổ Ẩn Thiện vốn có cơ hội cứu nàng, nhưng lại vì chiếm chức nhân quả thư chưa làm như vậy. Cổ ẩn thiện nhíu mày, không vui nói, Khanh Vũ, ngươi. Lời còn chưa nói xong, Khanh Vũ đã thét to như điên cuồng, ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống được. Âm, um, một luồng tàn hồn kia của nàng âm âm nổ tung. Quỷ dĩ nhất là, trong tàn hồn kia vậy mà lại cất giấu một hạt châu thần bí, đó rõ ràng là một món bí bảo bảo vệ thần hồn bất diệt. Mà lúc này, một hạt châu này cũng nổ tung, phóng ra một luồng lực lượng dao động hủy thêm diệt địa. Cổ ẩn thiện cũng không ngờ, Khanh Vũ sẽ điên cuồng như thế, chưa thể ngay lập tức né tránh, trực tiếp bị thương nặng, thân thể cũng bị đánh bay đi, ngã xuống ở ngoài mấy chục trượng. Phóc, cổ ẩn thiện ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, thân thể máu chảy đầm đìa, rất nhiều nơi máu thịt be bé bét, xương trắng ẩn hiện, một đôi cánh bò đen sau lưng cũng tàn phá nhuốm máu, rõ ràng bị thương thê thảm nặng nề. Kẻ điên chết tiệt này. Cổ ẩn thiện mắng, vẻ mặt xanh mét. Xa xa, khi thấy một màn như vậy, tôi dịch không bất ngờ. Sớm từ lúc di tích Long Cung hắn đã từng thấy khanh vũ là đâm sau lưng thanh tiêu cùng kim trục lưu như thế nào rất rõ nữ nhân này một khi điên cuồng hẳn lên cái gì cũng không tận tâm điều duy nhất khiến tô dịch tiếc nuối là chưa thể nhân cơ hội này cho cổ ẩn thiện thêm một đao thủ đoạn của người rất lợi hại sắc mặt cổ ẩn thiện âm trầm nhìn về phía tô dịch nơi xa không chút nào che giấu sát khí cùng hận ý của mình hắn một tay cầm cần câu màu vàng dựng lên một màn hào quang ánh vàng rực rỡ chặn công kích của nguyên từ thần quang nếu ta không nhìn lầm trận chiến đấu này ngay từ đầu đã ở trong sự tính kế của ngươi, đúng không? giọng điệu cổ uẩn thiện lạnh như băng. Tô Dịch chưa phủ nhận, lạnh nhạt nói, khi thực lực không đủ, chỉ có thể áp dụng một ít mưu lược. quả nhiên như thế. mắt cổ uẩn thiện nở rộ thần quang, ngay từ đầu, người đã có cơ hội xông qua vạn lưu phong thiên thần cấm ta bố trí, nhưng lại chưa làm như vậy. lúc ấy ta còn kỳ quái vì sao, bây giờ mới vớt cuộc hiểu. ngươi đây là binh đi nước cờ hiểm, muốn đạt bẫy giết ta cùng khanh vũ. nói xong, hắn cảm khái nói, không thể không nói, ngươi thật sự rất khó lường thủ đoạn cũng đủ ác khiến ta không ngờ là khanh vũ thần nữ như vậy lại cứ như vậy bị người hại chết hắn quả thực có cảm khái mà phát ra mưu kế của tô dịch chưa nói là lợi hại nhưng đủ ác bỏ ra rất nhiều cũng phải kéo khanh vũ xuống ngựa đáng sợ nhất là tô dịch lúc trước còn quyết đoán ném ra nhân quả thư dùng bảo vật này làm mồi khiến hắn căn bản không thể từ chối cũng chính bởi vì muốn thu nhân quả thư mới khiến hắn ở lúc cứu khanh vũ bỏ mất một tia thời cơ tô dịch sửa đúng sai rồi ả à là bị người hại chết, ở giữa cướp đoạt bảo vật cùng cứu ả, à. ngươi lựa chọn bảo vật cũng không trách khanh vũ cuối cùng liều mạng với ngươi. Mí mắt cổ ẩn thiện giật giật, như mày nói, chẳng lẽ nói, ngươi ngay cả khanh vũ sẽ liều mạng với ta một điểm này cũng tính đến? Tôi dịch thuận miệng nói, chưa nói tới là tính kế, ta chỉ là từng thấy bộ dáng lúc ả à nổi điên đâm sau lưng thanh tiêu cùng kim trục lưu, ả à, trước khi chết trả thù ngươi cũng hợp tình hợp lý. Cổ ẩn thiện không khỏi kinh hãi một phen, kẻ này quả thực quá đáng sợ, không chỉ đủ ác thậm chí mang các loại tình trạng trận chiến đấu này có thể xảy ra cũng lợi dụng toàn bộ cuối cùng thành công lừa giết khanh vũ ngay cả mình cũng bị thương nặng mà tất cả cái này thế mà đều sớm ở trong khống chế của đối phương nguyên từ thần quang càn quét thiên địa tô dịch một tay cầm tàn nguyệt thần đao chặn nguyên từ thần quang công kích không thể không nói thân bảo này tuy lợi hại nhưng so sánh với nhân quả thư lại hơi thua một chút ở lúc ngăn cản nguyên từ thần quang xa không được hữu dụng như nhân quả thư nơi xa cần câu màu vàng cổ ẩn thiện nắm trong tay rõ ràng cũng là một món thần bảo có thể ngăn trở nguyên từ thần quang công kích hắn lúc trước bị khanh vũ vồ ngược trước khi chết bị thương nặng máu thịt bé bét nhưng bây giờ thương thế trên người hắn lại đang lấy tốc độ kinh người khép lại biến mất đáng tiếc người tính hết mọi thứ cũng là ủng công cổ ẩn thiện lật lòng bàn tay nhân quả thư hiện ra hỗn độn bí bảo này đã rơi vào trong tay ta mà ngươi đã ở bước đường cùng tô dịch nói thật sao vậy ngươi vì sao không động thủ Hắn sớm nhìn ra, Cổ Uẩn Thiện đang kéo dài thời gian, một là vì chữ trị thương thế, hai là đang dùng lời nói từ hư thật của mình. Cổ Uẩn Thiện cười lên, ánh mắt thâm trầm, hiện ra thần quang màu đen khiếp người, "Đừng vội, trước khi xử trí ngươi, ta trái lại muốn tán gẫu trước với ngươi một chút." Tô Dịch nói, "Tán gẫu cái gì?" Cổ Uẩn Thiện nói, "Ở lúc ta đến tiên giới, Sư Tôn từng nói, chỉ cần ngươi chịu cúi đầu, chủ động giao ra gia luân hồi chi đạo, thì bảo ta cho ngươi một con đường sống." Ta ngược lại cảm thấy, ngươi có thể cân nhắc một phen dừng một chút hắn nói dù sao chỉ là giao ra gia luân hồi chi đạo liền có thể giữ mạng cớ sao mà không làm tô dịch say ra mi tâm thở dài lúc trước khi ninh còn từng nói ngươi là đối thủ cực kỳ nguy hiểm bảo ta cẩn thận đề phòng nhưng bây giờ xem ra lại thực khiến ta thất vọng cổ ổn thiện nhíu mày nói thất vọng tô dịch nói đúng ta chỉ biết nếu một người khi nắm chắc thắng lợi tuyệt đối sẽ không nói lời thừa giống ngươi có đôi khi quá mức cẩn thận làm sao không phải nhát gan cổ ổn thiện cười lạnh nói ta chỉ biết tiêu diệt bất cứ đối thủ nào nên đóng vững đánh chắc không cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào có thể thừa dịp loại phép kích tướng này của ngươi với ta mà nói mới càng thêm buồn cười dừng một chút ánh mắt hắn nghiền ngẫm nói đi cũng phải nói lại ngươi nếu có thủ đoạn phá cục vì sao chậm chạp không dám hành động thiếu suy nghĩ tô dịch cười lên nói giống với ngươi ta cũng đang kéo dài thời gian cổ ẩn thiện nheo đôi mắt thử nói chẳng lẽ nói ngươi còn vọng tưởng có người sẽ đến cứu ngươi tô dịch nói Lúc trước ta đã nói, ta cả đời làm việc, trước giờ sẽ không gửi gắm tính mạng ở trên thân người khác." Ánh mắt Cổ Ẩn Thiện lóe lên, nói, "Nói như vậy, ngươi có con bài chưa lật khác?" Tô Dịch nói, "Ngươi đoán." Cổ Ẩn Thiện hừ lạnh, "Giả thần giả quỷ." Một tay khác của Tô Dịch lấy ra bầu rượu, uống một ngụm sảng khoái, nói, "Ngươi tạm mở ra nhân quả thư nhìn xem." Cổ Ẩn Thiện không khỏi cười lạnh, bớt chơi với ta loại thủ đoạn nhỏ không thể lên được mặt bàn này, thực cho rằng ta không biết nhân quả thư, bảo vật này trời sinh nắm giữ nhân quả quy tắc dưới thần linh vô luận ai dám thử chạm vào bảo vật này chắc chắn gặp nhân quả nghiệp chứng cắn trả nói xong hắn thản nhiên thở dài đáng tiếc người không biết ta từ lúc bước lên con đường tu hành đã bắt đầu tìm hiểu nhân quả chi đạo phóng mắt trừ thiên cao thấp trừ sư tôn chỉ có ta có tư cách nắm giữ nhân quả thư trở thành chủ nhân của bảo vật này tô dịch cười cười thu hồi bầu rượu mà lúc này nhân quả thư trong tay cổ ẩn thiện đột nhiên tự động mở ra trong hỗn độn khí tràn ngập chỉ thấy trên một trang sách trống trong đó hiện ra một hàng chữ Tham Lam, vạn kiếp Trinh Nguyên, nếu nhân quả vì ta dựng lên, ắt gặp nhân quả cắn trả. Còn người cổ Ẩn Thiện chợt co rút lại. Trên nhân quả thư, khí tức hỗn độn mãnh liệt, từng luồng lực lượng nhân quả nghiệp chướng màu đỏ tươi chờ xuất hiện, giống như xúc tu chui vào trong bàn tay cổ Ẩn Thiện, ta nắm giữ nhân quả, sợ gì nhân quả cắn trả. Cổ Ẩn Thiện hừ lạnh, vận chuyển đạo hạnh toàn thân, toàn lực hóa giải lực lượng nhân quả nghiệp chướng kia xâm nhập trong cơ thể, nhưng khiến hắn kinh ngạc là không có tác dụng gì từng tia từng luồng lực lượng nhân quả màu đỏ tươi kia cực đoan quỷ dị căn bản không chịu đạo hạnh của mình ảnh hưởng xâm nhập trong cơ thể của mình sau đó giống như tấm lưới lớn khuếch tán dọc theo kinh lạc huyệt khiếu hướng bên trong tiên nguyên không gian phóng đi điều đó không có khả năng cổ uẩn thiện vớt cuộc biến sắc nhưng mà kệ hắn thúc giục toàn bộ lực lượng đại đạo đi ngăn cản như thế nào đều là phí công mà lúc này trên trang sách kia của nhân quả thư lại hiện ra một hàng chữ thứ bổn tọa nắm giữ chính là hỗn độn nhân quả pháp tắc nguyên thủy nhất ngươi một thằng nhãi truy cầu nhân quả chi đạo mà thôi, còn mưu toan trở thành chủ nhân của bồn tọa, quả thực thiểu năng. Sắc mặt cổ ẩn thiện cực kém, trong lòng xấu hổ và giận dữ. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, nhân quả thư này lại dám xỉ nhục hắn như thế. Nhưng hắn bất chấp nghĩ nhiều, từng tia từng luồng nhân quả nghiệp chướng kia đang xâm nhập trong cơ thể hắn, cái này giống như gặp phải thần họa đả kích, nếu không ngăn cản, chắc chắn thương tồn tới căn cơ đại đạo. Nhưng cho dù là dưới tình huống cỡ này, hắn cũng chưa ném nhân quả thư xuống, mà là nhanh chóng thu hồi cần câu màu vàng, để chống một bàn tay, nạn bí ấn. Ngưng, cổ ổn thiện lưỡi nở sấm mùa xuân, thì triển ra một bí ấn, chấn áp ở trên nhân quả thư. Trảm nghiệp bí ấn. Lúc trước, hắn chính là bằng vào thần thông vực này, hóa giải lực lượng nhân quả nghiệp chứng trong cơ thể khanh vũ, cũng bởi vậy mới đạt được khanh vũ tín nhiệm. Âm, uhm. nhân quả thư run rẩy dữ dội, trang sách vang lên loạt soạt, nhưng trên trang sách hiện ra chữ viết kia, một lần nữa xuất hiện một hàng chữ, lòng bất ngâm hổ bất khiếu, ba cả bông nho nhỏ, buồn cười buồn cười, ha ha ha, bổn tọa lần đầu tiên nhìn thấy có kẻ dám dùng lực lượng nhân quả để chấn áp bổn tọa cổ ẩn thiện tức giận đến mức thiếu chút nữa nổ phổi nhưng hắn bất chấp những thứ này như điên cuồng vận dụng các loại thần thông nhân quả bản thân nắm giữ toàn lực tiến hành chấn áp đối với nhân quả thư nhưng tất cả đều là phí công không những như thế lực lượng nhân quả nghiệp trướng trên nhân quả thư hóa thành sương mù màu đỏ tươi cũng sắp bao phủ cả người hắn sao có thể như vậy sư tôn từng nói chỉ cần ta vận dụng lực lượng nhân quả nhất định sẽ đạt được nhân quả thư tán thành nhưng món bảo vật này sao có thể cán trả ta trong lòng cổ ẩn thiện sinh ra sóng trường ngập trời sắc mặt khó coi không thể tiếp nhận tất cả cái này chợt hắn dương mắt nhìn về phía tô dịch nơi xa lạnh lùng nói là ngươi giờ trò quỷ tô dịch không khỏi cười khẩy là chính ngươi cấp đi nhân quả thư cũng không thể oán ta ngươi bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim cổ ẩn thiện nổi giận tức giận đến râu tóc dựng đứng tô dịch cười mỉm nói phúc họa vô môn duy nhân tự triệu thừa nhận đi, chính là tự ngươi đào hố chính ngươi. Phóc, cổ ổn tiện học máu, không phải bị tức, mà là lực lượng nhân quả nghiệp chướng xâm nhập trong cơ thể hắn phát tác, khiến hắn gặp phải cắn trả đáng sợ, căn cơ đại đạo cũng đang bị xâm nhiễm. Hắn không dám trần chờ nữa, nâng tay muốn ném nhân quả thư trong tay ra. Nhưng ra ngoài dự liệu, nhân quả thư giống như kẹo da trâu, dính chặt ở trên tay hắn, căn bản không thể vứt ra. Trên trang sách kia càng hiện lên một hàng lời nói lộ ra khinh miệt, đã dính trận nhân quả này, nhất định tự gieo hậu quả xấu nhóc ma cà bông nói công người có thể nghe hiểu cái này gọi là không tìm chết sẽ không chết cổ ẩn thiện giận tím mặt như điên cuồng xé nhân quả thư nhưng lại không có ích gì căn bản là không vứt đi được cũng không thương tổn đến nhân quả thư mảy may âm uhm. mà lúc này tô dịch cầm tàn người thần đao bùng nổ lao tới đạo quang trói mát như trăng tàn trên trời buông xuống thế gian sáng tỏ lấp lánh lưu động khí tức thần linh như cấm kỵ cổ ẩn thiện lật bàn tay trái cần câu màu vàng lướt ngang trời toàn lực ngăn cản keng tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên bóng người tô dịch lui về khí huyết quay cuồng không khỏi nhíu nhíu mày gã này trước đó bị khanh vũ vồ ngược trước khi chết đã bị thương nặng mà nay lại gặp lực lượng nhân quả nghiệp chứng ăn mòn thế mà vẫn còn chiến lược bực này cũng không trách hy ninh từng nói cổ ẩn thiện này là nhân vật nguy hiểm khó giải quyết quả thực rất đáng sợ ta giết người trước mắt cổ ẩn thiện đỏ lên hắn giống như phát hiện mối chốt phá vỡ cục diện ở trên người tô dịch không để ý lực lượng nhân quả cán trả nữa toàn lực lao tới tấn công tô dịch Tô dịch tránh lui, chưa cứng đối cứng, mà là toàn lực vận chuyển lực lượng vạn giới thụ vô hồi di chuyển. Ầm um, ầm, um. mảng thiên địa này dung chuyển, cổ ẩn thiện như nổi điên, toàn lực thi triển một thân đạo hạnh cấp thái huyền kia, không ngừng tiến hành đối giết đối với Tô dịch. Tô dịch nhìn như tránh né rất chật vật, nhưng từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, đang chờ đợi một cơ hội phản kích. Nhân quả thư vang lên loạt xoạt, khí tức hỗn độn tràn ngập, không ngừng dùng lực lượng nhân quả nghiệp chứng xâm nhập trong cơ thể của ẩn thiện. chợt cổ uẩn thiện lại một lần nữa ho ra máu lực lượng nhân quả nghiệp chướng hội tụ ở trong cơ thể hắn đang ăn mòn nghiêm trọng đạo hạnh của hắn làm hắn gặp phải cắn trả cũng càng ngày càng nghiêm trọng đến bây giờ da thịt quanh thân hắn đều đỏ bừng sinh cơ đang nhanh chóng trôi đi mà lúc này tô dịch bất thình lình lao bắn tới ngươi bị lừa rồi cổ ẩn thiện trượt lộ ra một nụ cười dữ tợn cần câu màu vàng chợt bay lên không nở rộ ra uy năng so với vừa rồi càng thêm khủng bố một đòn đã phá vỡ thế công của tô dịch cả người đều bị đánh bay đi mà phần đỉnh của cần câu màu vàng kia đột nhiên tung ra một sợi dây câu trên sợi dây câu treo một cái móc câu như trong suốt nháy mắt rơi ở trên người tô dịch Xẹt! móc câu kia cực đoan quỷ dị trực tiếp nhập vào trong cơ thể tô dịch ầm ầm phóng ra một mảng lực lượng nhân quả đáng sợ như một tấm lưới lớn phong cấm một thân đạo hạnh của tô dịch ha 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 giết người xong ta dù bị lực lượng nhân quả cắn trả vẫn có thể sống sót kẻ thắng lợi cuối cùng vẫn như cũ là ta cổ uẩn thiện cười to hắn lắc cổ tay vung cần câu lên cả người tô dịch giống con cá treo ở trên móc câu, thân bất do kỳ bay về phía cổ ẩn thiện bên này. Mười trượng, năm trượng, ba trượng, mắt thấy tô dịch càng lúc càng gần, trong mắt cổ ẩn thiện dâng trào sát khí, vẻ mặt tràn ngập khoái ý, như người câu cá thu hoạch một con cá to béo. Nhưng sau đó, con người hắn co rút lại, trong lòng sinh ra một tia điểm báo nguy hiểm. Ngay lúc này, ầm, một sợi dây câu câu chặt tô dịch đột nhiên đứt đoạn, mà tô dịch lúc trước còn vô lực dãy ruộng, đột nhiên giơ lên tàn nguyệt thần đao trong tay giận dữ chém tới vốn khoảng cách giữa hai người đã chỉ còn lại có một trượng khi một đao này của tô dịch chém xuống cũng nhanh đến mức không thể tưởng tượng như một vầng trăng tàn sáng tỏ xé rách không gian chấn áp chém rết xuống cổ ẩn thiện sợ mất phía, bị biến số này đánh cho trở tay không kịp hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều hoàn toàn dựa vào bản năng chắn ngang cần câu màu vàng cùng nhân quả thư trước người đồng thời bóng người lui bắn về nhưng một chớp mắt này lại có biến số xảy ra biến số bất ngờ này có liên quan với nhân quả thư. Cổ Uẩn Thiện mang nhân quả thư, ý đồ đi đối kháng một đao này Tô Dịch chém xuống, nhưng nhân quả thư lại trượt đánh văng ra năm ngón tay cổ Uẩn Thiện, dãy thoát bỏ chạy. Cổ Uẩn Thiện bị lan đến, bóng người lui bắn về đó theo xuất hiện một tia ngưng trệ. Cùng lúc đó, keng. Cần câu màu vàng run rẩy dữ dội, bị đau khí bá đạo đẩy văng, tàn nguyệt thần đao dư thế không giảm, cuốn theo ánh sáng chói mắt trực tiếp bổ lên trên người cổ Uẩn Thiện. Phốc một vết thương sâu có thể thấy được xương từ chỗ vai trái cổ ẩn thiện lan tràn thẳng tắp đến bụng máu tươi bắn ra như thác thiếu chút nữa đã bị mổ bụng chẳng qua dù là như thế đau khí bá đạo kia xâm nhập trong cơ thể cổ ẩn thiện thiếu chút nữa vạn nát hết lục phủ ngỗ tạng của hắn hắn đau tới mức phát ra tiếng kêu rên thống khổ tô dịch không chút do dự vung đau đánh tới nhưng còn ở nửa đường khóe mắt hắn lướt qua trên một trang sách kia của nhân quả thư hiện ra một hàng chữ mau ném thanh đau kia đi còn người tô dịch có rút lại vung tay vứt bỏ tàn nguyệt thần đao âm uhm. dị biến chờ xảy ra thanh tàn nguyệt thần đao này giống như sống lại một cái chớp mắt đó bị ném bay lưỡi đao chợt đảo ngược nhấc lên một ánh đao đáng sợ quét chúng tô dịch trong tích tắc cánh tay trái tô dịch tàn phá máu thịt be bé bét hoàn toàn bị phế bỏ biến cố này đến đột ngột như thế cũng đánh gãy kế hoạch nhân lúc tinh thần đang cao chấn áp chém giết cổ ẩn thiện của tô dịch lại nhìn thanh tàn nguyệt thần đao kia đã hóa thành một tia sáng xé rách không gian mà đi bỏ trốn mất dạng điều này làm sắc mặt tô dịch âm trầm ngàn tính vạn tính hắn cũng không ngờ sẽ bị cây thần đao này chơi một vố nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều nguyên từ thần quang trong thiên địa càn quét đánh đến thời khắc mấu chốt nhân quả thư bay lên không giúp tô dịch ngăn trở tất cả cái này cùng lúc đó trên trang sách của nó hiện lên chữ viết niệm ở trên mặt mũi kiếm lão tam bổn tọa ngoại lệ cứu người một mạng tô dịch trực tiếp không nhìn ha ha ngu xuẩn tàn nguyệt thần đao của khanh vũ ra từ tay thần linh nào phải ngươi một tên tiên vương có thể nắm giữ nơi xa vang lên tiếng cổ ẩn thiện cười to hắn bị thương thê thảm nặng nề cả người bị máu tươi nhuộm đẫm vẻ mặt lại tràn đầy nụ cười châm chọc tô dịch hít sâu một hơi ánh mắt lạnh lùng nói mặc dù không có thần bảo người cũng chết chắc rồi keng nhân gian kiếm xuất hiện trong tay hắn ra tay lần nữa cổ ẩn thiện không chỉ thương thế thê thảm nặng nề hơn nữa một thân đạo hạnh đang bị lực lượng nhân quả nghiệp chứng ăn mòn lúc này là thời cơ tốt nhất giết gã tô dịch cũng sẽ không dễ dàng cho phép kẻ này chạy thoát còn muốn ra tay nụ cười của cổ ẩn thiện động lại nói ta tuy bị thương thê thảm nặng nề ngươi làm sao không phải vậy ngươi nếu dừng tay lúc này âm uhm. tô dịch vung kiếm đánh tới lục đạo kiếm luân kiếm khí như u minh vắt ngang trời luân hồi lục đạo hiện lên trong đó ngoài ra càng bao bọc một luồng khí tức cửu ngục kiếm cổ ẩn thiện vung cần câu màu vàng cứng đối cứng với nó keng lưỡi kiếm cùng cần câu va chạm mảng thiên địa này cũng như sụp đổ, hư không hỗn loạn, nguyên tử thần quang phụ cận đều bị thổi quét đi hết. Tô Dịch lui ra hơn 10 bước, khóe môi có máu tươi chảy ra, khí cơ toàn thân cũng thiếu chút nữa bị chấn nát. Chính như cổ ẩn thiện nói, lúc trước Tô Dịch cũng bị thương rất nặng, ở trong chém giết kịch liệt với Khanh Vũ, hắn đã tràn đầy vết thương. Sau, lại bị lưỡi câu của cần câu màu vàng kia chui vào trong cơ thể, tuy cuối cùng bị hắn vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm hoàn toàn giải thoát, nhưng cũng thương tổn đến bản thân. Mà vừa rồi, một đòn của Tàn Nguyệt Thần Đao càng với cánh tay trái của hắn hắn lúc này nếu chỉ luận thương thế trên người so với cổ ẩn thiện không tốt hơn đến đâu nhưng tô dịch không để ý sống chết cũng không sợ nào sẽ để ý thương thế trên người ở trong một lần cứng đôi cứng này cổ uẩn thiện cũng không chịu nổi thân thể vốn tàn phá quả thực sắp phá thành mảnh nhỏ cả người chật vật thê thảm tới cực điểm nghiêm trọng nhất là đạo hạnh của hắn đã sắp không áp chế được lực lượng nhân quả nhược chứng trong cơ thể vật nhỏ lần sau gặp lại ta chắc chắn mang ngươi bầm thây vạn đoạn cổ uẩn thiện sắc mặt xanh mét xoay người rời đi âm um, tô dịch lại lần nữa đánh tới vận dụng lực lượng vạn giới thụ như thuấn di xuất hiện ở phía trước cổ uẩn thiện tiến hành ngăn chặn cổ uẩn thiện mắt sung huyết mặt đầy sát khí cầm lên cần câu màu vàng liền bổ tới hắn nhìn thấu tâm tư của tô dịch không muốn dây dưa cho nên cũng như nổi hung không để ý tất cả ra tay ý đồ phá vây đại chiến bùng nổ tô dịch không cứng đối cứng vẫn như cụ áp dụng chiến thuật du đấu mặc cho thấy công của cổ uẩn thiện khủng bố như thế nào cũng bị hắn đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi. Điều này cho cổ ẩn thiện giận sôi lên, trong lòng càng thêm cuốn quýt. Đến cuối cùng, hắn hoàn toàn bất chấp mọi giá, vận dụng thần linh bí phủ trên người. Âm âm, âm âm, trời đất lay động, thập phương đều run rẩy. Nhưng thế này vẫn như cũ không làm gì được tô dịch, đại bộ phận lực lượng thần linh bí phủ đều bị hắn tránh đi, chỉ có một bộ phận nhỏ đánh lên trên người hắn, nhưng cũng bị hắn vận dụng lực lượng luân hồi lần lượt hóa giải. Ta nói rồi, người đi không nổi ánh mắt tô dịch thâm thúy lạnh nhạt bình tĩnh đáng sợ hắn bị thương rất nặng một thân đạo hạnh cũng tới bờ vực suy kiệt nhưng lại căn bản chưa từng nương tay vẫn gắt gao cuốn lấy cổ ẩn thiện cổ ẩn thiện tức sủi bọt mép phẫn nộ muốn điên hắn tu hành đến nay vẫn là lần đầu đụng phải đối thủ khó giải quyết như thế càng không thể tưởng tượng một tên tiên vương mà thôi có thể nào mạnh đến mức này nhưng hắn không dành nghĩ nhiều thương thế trên người càng lúc càng thê thảm nặng nề ngay cả lượng nhân quả nghiệp chướng trong cơ thể cũng sắp không áp chế được việc cấp bách là phải phá vây giết đôi mắt của uẩn thiện sung huyết toàn lực sung phong ở trong quá trình này tô dịch cho dù dốc hết toàn lực ra tay ngăn chặn vẫn gặp phải chấn động đáng sợ thương thế trên người tương tự cũng trở nên càng lúc càng nặng nhưng hắn lại căn bản không bận tâm kiếm tu lạnh nhà đối mặt sinh tử nào từng sợ hãi kiếm tu bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim ở trước khi phân ra sinh tử thành bại tuyệt đối không có chút nào lùi bước giác trong chém rất kịch liệt nhân gian kiếm gãy so sánh với một cái cần câu màu vàng kia nhân gian kiếm quả thực kém hơn rất nhiều nhân gian kiếm gãy khiến tô dịch cũng gặp cắn trả khóe môi chảy máu sắc mặt tái nhợt trong suốt khí cơ toàn thân cũng sắp tan rã nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng để ý tới vẻ mặt cũng chưa từng có chút biến hóa nắm kiếm gãy tiếp tục chiến đấu cổ uẩn thiện cũng sắp tức điên không thể tưởng tượng tô dịch sao có thể khó chơi như thế hắn đã dốc hết các loại thủ đoạn đi phá vây nhưng mỗi một lần đều thất bại thần linh bí phủ vô dụng sát chiêu áp đáy hòm cũng vô dụng thực ra cổ ẩn thiện cũng rõ có lẽ tô dịch rất khó chơi nhưng quan trọng nhất là mình đang trở nên suy yếu ngay từ đầu hắn đã bị thương thê thảm nặng nề gặp nhân quả đạo nghiệp đả kích lúc này mới cho tô dịch cơ hội có thể thừa dịp chợt cổ ẩn thiện quá to khàn cả giọng tô dịch ngươi chẳng lẽ đã quên cảnh tượng lúc khanh vũ sắp chết vùng ngược sao ngươi không sợ ép ta nóng lên rồi cũng liều mạng với ngươi trả lời hắn là một kiếm tô dịch bùng nổ lao tới căn bản không có bất cứ sự trần chờ bất cứ sự cố kỵ nào tự nhiên cũng căn bản không sợ cổ ẩn thiện uy hiếp mà càng là như thế ngược lại càng khiến cổ ẩn thiện rét lạnh càng thêm không muốn dây dưa với tô dịch quả thực ý đồ đào tàu như liều mạng mười trượng trăm trượng nghìn trượng dần dần sắp xếp ra khỏi khu vực nguyên từ thần quang bao trùm này dọc đường tô dịch không ngừng tiến hành ngăn chặn không ngừng bị đánh tan thương thế trên người đã thê thảm nặng nề đến tột đỉnh nhưng lại chưa từng bỏ cuộc tương tự Cổ ẩn thiện không ngừng đột kích, thương thế trên người cũng càng lúc càng nặng, máu tươi rơi cả quãng đường. Chém giết như vậy, không thể nghi ngờ quá thảm thiết. Mặc cho ai nhìn thấy, sợ đều dễ lâm vào sợ hãi. Cút! Cổ ẩn thiện giống lên, vung cần câu màu vàng, lại một lần nữa đánh tan tô dịch ngăn chặn. Muốn giết bổn tọa, si tâm vọng tưởng. Vẻ mặt cổ ẩn thiện đầy dữ tợn, một lần nữa hướng bên ngoài nguyên từ băng hải phóng đi. Tô dịch thì lần nữa đuổi theo, kiếm gãy trong tay hắn cũng đã tàn phá, chỉ còn lại có một cái lưỡi vỡ ra máu thịt cả người tàn phá mơ hồ xương trắng bị gãy lộ ra nhưng trên khuôn mặt hắn tràn đầy lạnh nhạt cùng bình tĩnh chưa từng có chút biến hóa mà ở trong cơ thể hắn tu vi đã bên bờ vực khô kiệt ngay cả lực lượng vạn giới thụ cũng đã sắp hào hết còn tiếp tục như vậy người sẽ chết trên nhân quả thư hiện ra một hàng chữ không thể nghi ngờ bảo vật này cũng phát hiện tình cảnh của tô dịch rất không ổn nhịn không được chủ động nhắc nhở nghe ta khuyên một câu cần gì vì một thằng nhãi mà liều mạng, về sau lại giết hắn có gì không được tô dịch không thèm để ý đổi là người khác có lẽ sớm đã bỏ cuộc nhưng hắn sẽ không đã muốn giết địch không đến cuối cùng thề không bỏ qua nếu mỗi một lần gặp được đại địch đều muốn về sau lại đi báo thù mỗi một lần đều tìm các loại lý do tránh lui vậy còn là kiếm tu sao vô luận tu hành hay chiến đấu liên tục lui lại lui nhất định sẽ chỉ càng ngày càng bình thường càng ngày càng không chịu nổi căn bản đừng nói gì dũng mạnh tinh tiến cũng không xứng với không sợ sinh tử bốn chữ này ầm uhm, tôi dịch ra tay lần nữa thế công của hắn đã trở nên rất yếu, uy lực thua xa lúc trước. Nhưng sự hung hãn cố chấp kia lại đủ khiến bất luận kẻ nào sợ hãi. Cổ Uẩn Thiện bật cười, ngươi không được rồi. Hắn đã phát hiện tình trạng của Tô Dịch, rõ ràng đã sắp không chống đỡ được. Khi nói chuyện, hắn giơ lên cần câu màu vàng trong tay. Cũng ngay tại một chớp mắt này, ầm, ở trên thân thể bị thương thê thảm nặng nề kia của Cổ Uẩn Thiện bùng nổ ra một mảng sương mù ánh sáng màu đỏ tươi. Đó là lực lượng nhân quả nghiệp chướng. Ở giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ rồi. Không, không, nụ cười trên mặt cổ uẩn thiện động lại hoảng sợ thét chói tai giãy giụa như điên cuồng ý đồ thoát khỏi một đám sương mù ánh sáng màu đỏ tê kia nhưng lại không có ích gì mắt thường có thể thấy được máu thịt hắn bắt đầu tan rã gần cốt bắt đầu vỡ vụn cả người tựa như ngọn nến điểm hòa đang hòa tan tô dịch xung phong tới chợt dừng lại ở sâu trong đôi mắt thâm thúy lạnh nhạt kia của hắn hiện ra một tia sáng rốt cuộc gã này không chống đỡ được trước âm uhm. thân thể của uẩn thiện hoàn toàn tan rã thời khắc mấu chốt thần hồn hắn chạy thoát nhưng tương tự cũng bị lực lượng nhân quả màu đỏ tươi bao trùm. Đáng ghét. Tô dịch, ngươi đừng vội đắc ý, dù chết, ta cũng phải kéo ngươi làm đẹp lưng. Chợt, thần hồn cổ ổn thiện gào giống, vẻ mặt sự tợn, hướng về tô dịch lao vút đến. Khanh vũ trước khi chết, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, lại mang tới cho cổ ổn thiện thương tổn nặng nề. Mà bây giờ, cổ ổn thiện cũng lựa chọn liều mạng, muốn ngọc đá cùng vỡ với tô dịch. Chẳng qua, tô dịch sớm đoán trước được sẽ như thế, ở trước khi thần hồn cổ ổn thiện đánh tới, đã ngay lập tức lùi bắn về đồng thời không chút giao dự chán nhân quả thư trước người nhân quả thư người có biết lễ phép không thần hồn cổ ẩn thiện lao vút đến có thể rõ ràng nhìn thấy ở trong thần hồn hắn có một phù chiếu màu đen lặng yên thiêu đốt lên một chớp mắt này tô dịch sâu sắc phát hiện một hơi thở nguy hiểm chí mạng trên một trang sách trong nhân quả thư trực tiếp toát ra một hàng chữ đó là lực lượng ý chí của thần linh mau để kiếm lão tam ra tay mau trong văn tự lộ ra cảm giác lo lắng cùng gấp gáp Tô Dịch nhéo đôi mắt lại. Chết! Cổ ẩn thiện gào giống. Thần hồn của hắn giống như thiêu đốt lên, giống như thuấn di, đã tới phụ cận Tô Dịch. Nhưng một cái chớp mắt này, còn chưa chờ Tô Dịch ra tay, một mảng khí tức hỗn độn trượt từ trên trời giáng xuống. Ầm um, ầm. Um. Một đòn, thần hồn của cổ ẩn thiện đã bị cắt gao chấn áp dưới đất. Ở trong thần hồn của hắn, một đạo phù chiếu màu đen đang thiêu đốt kia cũng bị áp chế từng chút một tắt đi, sau đó trên năm xẻ bảy. Đổi lại mà nói, một đòn ngọc đá cùng vỡ của cổ của ẩn thiện ở thời khắc mấu chốt bị bóp chết một màn bất thình lình lại chưa làm tô di cảm thấy quá bất ngờ ánh mắt hắn nhìn về phía chỗ cao trên bầu trời một con thuyền nhỏ dài hơn một trượng đặt ngang ở đó thân tàu tràn ngập khí tức hỗn độn dày nặng lực lượng hỗn độn chấn áp cổ ẩn thiện chính là đến từ chiếc thuyền nhỏ này chu lão bát thì ra là ngươi chu con thuyền nhân quả thư vang lên loạt soạt trên trang sách hiện lên một câu tỏ ra rất kích động chu lão bát có ý tứ gì chẳng lẽ nói thuyền phù du cũng là một trong hỗn độn cửu bí? tôi dịch trượt cảm thấy bất ngờ, dù sao thuyền phù du chính là lý phù du để lại, ngay cả tên cũng giống nhau, mặc cho ai có thể ngờ được thuyền này là một trong hỗn độn cửu bí. lúc trước ngươi vì sao không cầu cứu với ta? trong lòng ngươi rõ, chỉ cần ngươi mở miệng, ta sớm giúp ngươi giết một đôi nam nữ kia. trên thuyền phù du, sương mù hỗn độn đột nhiên quay cuồng một trận, chỗ đầu thuyền lộ ra một bóng người mơ hồ, mơ hồ có thể thấy được, đó là một nam tử hắn đứng ở trong sương mù hỗn độn, bóng người cao gầy, mờ mịt như sương khói, giống như là một luồng hồn linh. Giọng hắn khàn khàn lạnh như băng, theo mở miệng, nguyên từ thần quang bao trùm trong thiên địa phụ cận, hoàn toàn bị lực lượng hỗn độn trên thuyền phù du phóng ra đẩy lui. Tô Dịch nghe vậy, chỉ thuận miệng trả lời ba chữ, không cần thiết. Nhưng nếu không phải ta kịp thời ra tay, người đã chết. Trên thuyền phù du, nam tử bóng người bao phủ ở trong sương mù hỗn độn giọng điệu lạnh lùng, hoặc là nói, người đã sớm nhìn thấu ta sẽ không chớ mắt nhìn người chết, cố ý không chịu mở miệng xin giúp đỡ trong lời nói lộ ra một tia bất mãn tôi dịch cười cười nói làm sao ta không mở miệng bảo ngươi hỗ trợ ngược lại chọc ngươi phản cảm nói xong hắn nhìn về phía cổ ẩn thiện bị chấn áp dưới đất giọng điệu bình thản lạnh nhạt còn có ngươi đã nói sai một sự thiện ngươi mặc dù không xuất hiện ta cũng sẽ không chết hắn cũng có con bài chưa lật chẳng qua là chưa bị ép đến tuyệt cảnh mà thôi hư trên thuyền phù du nam tử nói tạm xem thương thế kia trên thân ngươi cách tử vong cũng chỉ một tia ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sẽ không bị tên kia giết chết tô dịch nhíu mày ánh mắt một lần nữa nhìn về phía nam tử kia nói sao ta cảm giác ngươi đối với ta tự như mang theo bất mãn cùng địch ý nam tử kia nhất thời trầm mặc tô dịch thì lạnh nhạt nói nghe rõ đây mặc kệ ngươi là ai lại có quan hệ thế nào với thuyền phù du còn dám bất kính đối với ta ta nhất định không tha cho ngươi uy hiếp nam tử kia giống như khó có thể tin không thể tưởng tượng tô dịch một người sắp chết như vậy sao dám nói ra đoạn lời này tô dịch nói ngươi có thể thử xem thân thể hắn có vô số vết thương như đồ sứ dày đặc vết dạn khí cơ toàn thân tiếp cận hỗn loạn máu tươi hãy còn tí tách chảy ra bên ngoài nhưng sống lưng hắn thẳng tắp như cũ vẻ mặt bình tĩnh khiến lòng người run rẩy nam tử lại lần nữa trầm mặc trên mặt đất thân hồn cổ uẩn thiện đang tan vỡ từng tấc một hắn gian nan ngẩng đầu nhìn thuyền phù du trên trời giọng khàn khàn mở miệng ở trước khi trận chiến đấu này bắt đầu ngươi vẫn luôn ở đó không sai trên thuyền phù du nam tử tích chữ như vàng vẻ mặt cổ ẩn thiện trở nên u ám như còn chưa từ bỏ ý định ánh mắt lại nhìn về phía tô dịch trước khi khai chiến người cũng sớm biết có người ở trong bóng tối chờ người mở miệng cầu cứu tô dịch nói không sai cái này không có gì phải giấu giếm từ khi tiến vào nguyên từ băng hải hắn đã sinh ra một tia cảm ứng kỳ diệu cảm ứng được thuyền phù du ẩn nấp trong bóng tối kia nhưng tương tự hắn cũng phát hiện trên thuyền phù du kia có người thẳng tới lúc trước khi trận chiến đấu này bắt đầu nam tử trên thuyền phù du lại chủ động truyền âm nói chỉ cần tô dịch mở miệng xin giúp đỡ hắn tự sẽ giúp tô dịch giết địch nhưng tô dịch từ chối một là không cần hai là không nắm chắc gai lịch của nam tử này quan trọng nhất là cả đời hắn làm việc chưa bao giờ thèm đi cầu trợ càng đừng nói đối phương còn là một nhân vật hoàn toàn xa lạ thậm chí ở trong chiến đấu trước đó tô dịch còn ôm một tia cảnh giác đề phòng nam tử trên thuyền phù du sẽ ra tay đối với mình hay không may mắn tất cả cái này vẫn chưa xảy ra ta tự cho là cùng khanh vũ ở đây bố cục, đủ có thể mười phần nắm chắc chín, được như nguyện, ai ngờ, ngay từ đầu, ta cùng khanh vũ mới là người trong bố cục này. Cổ ẩn thiện mở miệng, vẻ mặt suy sụp, vạn niệm đều như cho tàn. Hắn đã hiểu, có nam tử kia trên thuyền phù du, hôm nay trong trận sát cục này, cho dù hắn cùng khanh vũ chiếm ưu thế tuyệt đối, cũng nhất định thất bại. Từng luồng lực lượng nhân quả màu đỏ tươi lượn lờ ở trên thần hồn cổ ẩn thiện, cũng khiến thần hồn hắn mắt thường có thể thấy được trở nên mơ hồ cùng suy yếu sắp hoàn toàn tan vỡ. Tô dịch, bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Bỗng nhiên, cổ ẩn thiện ngẩng đầu, nhìn tô dịch nơi xa toàn thân nhóm máu, có thể để ta chết ở dưới tay ngươi hay không? Tô dịch ngẩn ra, nói, vì sao? Cổ ẩn thiện nhích miệng cười lên, nói, nói ra ngươi có thể không tin, ta cả đời này, chưa bao giờ bội phục bất luận kẻ nào, cho dù đối đãi sư tôn, cũng chỉ là kính trọng, cho dù là các thần linh kia, ở trong mắt ta cũng không có gì ghê gớm, bởi vì ta biết, sớm hay muộn có một ngày ta có thể lần lượt vượt qua bọn họ hắn thở hổn hển thanh âm cũng trở nên đứt quãng mà ngươi khác rõ ràng có thể đi cầu người nhưng ngươi lại không rõ ràng thân hãm tuyệt cảnh lại còn có thể liều mạng mà chiến không lui không quay đầu chưa từng có một tên sợ hãi nói xong vẻ mặt cổ ẩn thiện cũng trở nên phức tạp ta không hiểu ngươi nhưng ta biết đổi ta là ngươi nhất định không làm được những thứ này hắn rõ chỉ cần tô dịch ngay từ đầu đã xin giúp đỡ trận đại chiến thảm thiết này căn bản sẽ không xảy ra mà hắn cùng khanh vũ nhất định sẽ thua hắn cũng rõ ở lúc ban đầu tô dịch có năng lực phá vỡ vạn lưu phong thiên thần cấm xông ra khỏi vòng vây mà chạy lúc trước hắn còn hoang mang tô dịch vì sao không làm như vậy chưa từng xin giúp đỡ cũng chưa từng đào tàu thà rằng dùng hết toàn bộ liều mạng mà chiến bây giờ hắn đã hiểu tô dịch tự có ngạo cốt của hắn sớm không lo âu về sinh tử thành bại hắn cũng rốt cuộc biết lúc trước tô dịch không nói ngoa Tô dịch loại người này, tuyệt đối sẽ không gửi gắm sinh tử thành bại ở trong tay người khác. Hắn kiêu ngạo, như kiếm đạo của hắn. Kiếm tu như vậy, đối thủ như vậy, cho dù thân là kẻ địch, cổ ẩn thiện cũng không khỏi lâm vào thán phục, không thể không khâm phục. Đúng vậy, đổi làm hắn là tô dịch, nhất định không làm được một bước này. Cho nên, hắn phục. Tô dịch đại khái hiểu ý tứ của cổ ẩn thiện, trong lòng cũng dâng lên một tia cảm khái nói không nên lời. Hắn đi qua, tới trước người cổ ẩn thiện, nói, ta từ khi tiến vào tiên giới tới nay, ngươi là kẻ địch đầu tiên khiến ta chật vật như thế, đáng tiếc, lại không đáng ta khâm phục. Vì sao? Cổ ẩn thiện vừa hỏi ra tiếng, sau đó giống như hiểu ra, lẩm bẩm, đúng vậy, so sánh với ngươi, ta cho dù ở trên tu vi chiếm hết ưu thế, cũng quá mức không chịu nổi. Tô dịch không nói lời thừa nữa, bấm tay bắn ra, thần hồn cổ ẩn thiện hoàn toàn tan vỡ tiêu tán. Vô! Một cây cần câu màu vàng kia rơi dưới đất đột nhiên bay lên trời, hóa thành một đạo hào quang bò trốn mất dạng giống như đúc tàn nguyệt thần đao lúc trước. Tô Dịch chưa đuổi theo. Thần bảo bực này, căn bản không phải hắn bây giờ có thể nắm giữ. Trên thuyền phù du, nam tử đột nhiên mở miệng, thần bảo có chủ, trừ phi thần linh ra tay, nếu không, mạnh mẽ chấn áp, nhất định sẽ làm thần bảo tan vỡ tiêu tán. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thần linh sau lưng hai món thần bảo này, nhất định sẽ phái người đến tiên giới tìm về hai món bảo vật này, người khác căn bản không thể nhúng tay. Dừng một chút, hắn lúc này mới bổ sung nói, ta không có cách nào giúp người trần áp thần bảo cỡ đó tôi dịch ồ một tiếng nghe ra đối phương đây là đang giải thích nguyên do với mình vậy thì kỳ quái rồi thái độ của đối phương cũng không tốt cần câu màu vàng kia đào tàu cũng không liên quan tới hắn nhưng lại còn nhẫn nại giải thích với mình đây là vì sao trên thuyền phù du nam tử kia mở miệng lần nữa vừa rồi tên kia có lẽ khâm phục đối với ngươi nhưng cũng đừng quên lúc trước hắn từng gây cho ngươi bao nhiêu thương tổn cuối cùng càng muốn đồng quy vô tận với ngươi tôi dịch lấy ra một bình đan dược dốc hết vào trong miệng, lúc này mới nói, hắn duy nhất khiến ta thưởng thức, chính là ở trước khi chết có thể tự mình hiểu lấy, cho nên, ta mới tự mình tiện hắn đi chết. Nói xong, hắn xoay người chiều bước ra khỏi khu vực nguyên từ thần quang bao trùm này, đi thôi, tìm một chỗ tán gẫu chút. Áo bảo hắn tàn phá nhuốm máu, càng lúc càng xa. Bóng người tuấn tú kia, rõ ràng bị thương thê thảm nặng nề đến tột đỉnh, lại cho người ta một loại cảm giác vạn cổ không thay đổi, không thể lay động. Trên thuyền phù du, nam tử ngóng nhìn bóng người tô dịch đi xa, trầm mặc một lát, lúc này mới thúc giục thuyền phù du đi theo. Một hồi đại chiến từ đây hạ màn, thần nữ Khanh Vũ và thần tử cổ ẩn thiện đều chết. Tin tức này nếu truyền ra, chắc chắn sẽ ở tiên giới nhấc lên chấn động rất lớn. Thậm chí, nếu truyền tới trong thần vực, cũng chắc chắn dẫn phát sóng to gió lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, ở thần vực, phàm là nhân vật có thể chụp cho thần tử thần nữ, đều có thần linh đứng sau lưng. Mà giống Khanh Vũ cùng cổ ẩn thiện nhân vật bực này, địa vị càng cực kỳ đặc thù, bản thân cách chứng đạo thành thần linh chỉ thiếu một cơ hội khi đến tiên giới đều gánh vác ý chỉ của thần linh trên thân mỗi người đều có bí phủ thần bảo cùng thần linh ban tặng tự nhiên xa không phải nhân vật bình thường trong thần vực có thể so sánh nói không khoa trương một khi tin bọn họ chết truyền về thần vực thậm chí đủ khiến thần linh lâm vào chấn động chẳng qua trước mắt mà nói tô dịch cũng không lo lắng tin tức sẽ để lộ bởi vì ở trên nguyên từ băng hải này trừ hắn cùng nam tử thần bí kia trên thuyền phù du căn bản không có người khác trên mặt biển băng tuyết bao trùm tuyết lông ngỗng đang bay lên. Tô dịch khoanh chân ngồi dưới đất, máu tươi trên người nháy mắt nhuộm đỏ tầng băng trắng phao. Hắn vừa chữa thương, vừa dương mắt nhìn về phía cách đó không xa. Thuyền phù du dài hơn một trượng, dừng ở cách đó không xa, khí tức hỗn độn bốc hơi, tỏ ra rất thần bí. Mà chỗ đầu thuyền, một bóng người nam tử gầy gò kia hãy còn đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có ý tứ đi xuống khỏi thuyền phù du. Chẳng qua, khoảng cách gần, tô dịch rốt cuộc thấy rõ, nam tử này quả thật là một hồn thể. Dung mạo hắn tuấn tú như thiếu niên, hai bên tóc mai lại hoa râm như tuyết một đôi mắt thâm thúy mà sắc bén khiếp người như lợi kiếm hắn quanh tay đứng ở nơi đó cả người lộ ra một phần khí tức ngông nghênh kiệt ngạo nhưng tôi dịch chú ý tới chỗ không tầm thường khí tức trên thân nam tử vậy mà lại dung hợp cùng một chỗ với thuyền phù du quả thực giống như một chỉnh thể ngươi chẳng lẽ là khí linh của thuyền phù du tôi dịch kinh ngạc nói ai ngờ lời này vừa nói ra nam tử kia lại sửng sốt nhíu mày rất chặt, hắn hỏi ngược lại ngươi thật sự chưa nhận ra ta Tôi dịch lắc đầu. Nam tử lại tựa như đã hiểu, nhẹ nhàng nói, trách không được, ta sớm đoán được như vậy, bây giờ cuối cùng tin tưởng, ngươi không phải Sư Tôn." Tôi dịch nheo đôi mắt, "Sư Tôn." Trong đầu hắn giống như có một tia chớp xẹt qua, nhất thời nhớ tới chuyện lúc trước từ lão vượn đeo kiếm nơi đó hiểu biết được, "Ngươi là đệ tử của Lý Phù Du?" Tôi dịch hỏi. "Lão vượn đeo kiếm từng nói, ở thời đại Thái Hoang trung kỳ, thế gian lục tục xuất hiện bốn vị đế quân kiếm đạo có thể xưng là tuyệt thế, phân biệt là Trường Ninh kiếm đế, lẫm phong kiếm đế ngưng tú kiếm đế cùng đông huyền kiếm đế mà sư tôn của bốn người này đó là đệ tử của lý phù du theo lão vượn đeo kiếm nói bốn vị tuyệt thế kiếm đế này đều dẫn dắt thời đại đều có thể xưng là tồn tại đứng đầu trong thái cảnh như mặt trời chói trang lóng lánh phía trên bầu trời tiên giới lúc ấy tô dịch còn vì thế chấn động không thể tưởng tượng lý phù du phải lợi hại cỡ nào mới có thể dạy ra bốn vị kiếm đạo đế quân có thể xưng tuyệt thế quả thực không thể tưởng tượng dù sao ở cấp bậc thái cảnh nhân vật thật sự có thể xứng với hai chữ tuyệt thế phóng mắt năm tháng cổ kim cũng cực kỳ ít ỏi mà bên người lý phù du một môn bốn kiếm đế đều có thể xưng là tuyệt thế lợi tình bực này liền quá khủng bố rồi không sai nam tử gật đầu ánh mắt hiện lên một mảng ngạo ý ta tên lẫm phong truyền nhân thứ ba của sư tôn ở thời kỳ thái hoang người đời đều gọi ta lẫm phong kiếm đế thì ra ngươi là sư đệ của lạc trường ninh tô dịch nói xong từ trong tay áo lấy ra một tấm da thú màu vàng nói ngươi nhận ra vật này hay không đôi mắt lẫm phong co lại gia mình không thú vật này sao có thể rơi vào trong tay ngươi tô dịch cách không đưa qua da thú màu vàng ngươi tự xem đi trong da thú màu vàng này ghi lại bí mật thành thần lạc trường ninh để lại cũng khắc một cảnh tượng có liên quan với lạc trường ninh lẫm phong xem xong vẻ mặt như buồn như vui ngẩn ngơ không nói cực kỳ phức tạp hồi lâu sau hắn thở bật ra một hơi nói quả nhiên đại sư huynh cuối cùng vẫn lựa chọn bước ra một bước đó tô dịch nói ngươi cảm thấy hắn lúc trước ở thời điểm trùng kích thần cảnh sống hay chết hắn từng từ trong da thú màu vàng nhìn thấy lạc trường ninh không muốn quỷ gối trở thành nô bộc thần linh dứt khoát lựa chọn đi ra một con đường thành thần thuộc về mình chẳng qua hắn cũng chỉ biết những thứ này lạc trường ninh sống hay chết tô dịch cũng không rõ lẫm phong trầm mặc một lát nói không rõ nhưng hẳn là chưa thành công giọng điệu cũng trở nên trầm thấp sao lại nói vậy tô dịch nhíu mày lẫm phong chỉ chỉ mình bởi vì ta chính là ví dụ sống sờ sờ đôi mắt tô dịch co lại người cũng từng trùng kích thần cảnh không sai cảm xúc lẫm phong rất thấp lúc trước sư tôn rời khỏi tiên giới từng lưu lại bốn món hỗn độn bí bảo phân biệt do sư huynh đệ bốn người chúng ta nắm giữ đại sư huynh đạt được chỉ xích kiếm nhị sư tỷ đạt được lưỡng nghi đồ tứ sư đệ đạt được hóa giấy xích mà ta thì đạt được phúc thiên chu cũng chính là chiếc thuyền nhỏ này ngươi trước mắt nhìn thấy ở thời đại thái hoang bảo vật này từng bị sư tôn để lại trên đông hải tiếp dẫn người có duyên cho nên bị người đời coi là thuyền phù du Nghe tới đây, tô dịch lúc này mới hiểu ra, chiếc thuyền nhỏ trước mắt này, tên thật Phúc Thiên. Mà dựa theo nhân quả thư lúc trước nói, Phúc Thiên Chu này xếp thứ 8, được gọi Chu Lão Bát, một cái xưng hô vô cùng tục khí. Chẳng qua, cái này không quan trọng, điều thật sự khiến tô dịch giật mình là, thì ra kiếp trước hắn Lý Phủ Du, lúc trước vậy mà lại vơ vét được cả thầy bốn món hỗn độn bí bảo. Nói xong, lẫm phong thở dài một tiếng, nói, lúc trước, ta từng thử tìm hiểu cùng nắm giữ kỷ nguyên pháp tắc phúc thiên chu ẩn chứa đi chứng đạo thành thần kết quả lại thất bại dẫn tới mới chỉ còn lại một đạo hồn thể như vậy thậm chí không thể không bám vào trên phúc thiên chu mới có thể sống tạm đến nay tô dịch như mày nói thất bại khóe môi lẫm phong giật một cái nói làm sao có phải cho rằng ta quá vô năng hay không tô dịch nói chưa nói vậy ta chỉ là có chút khó hiểu mà thôi dù sao ngao xích đình của đông hải long tộc cũng có thể bằng vào nhân quả thư chứng đạo thành thần mà làm thân truyền đệ tử của lý phủ du một kiếm đạo đế quân có thể xưng tuyệt thế lẫm phong sao có thể thất bại ta cũng không ngờ sẽ thất bại trong con mắt sắc bén mà thâm thúy kia của lẫm phong lạng yên xuất hiện một mảng sát khí không ức chế được đáng tiếc người tính không bằng trời tính ở lúc ta điểm hòa đại đạo thần hòa ngưng tụ thần cách gặp một hồi ám toán ám toán lẫm phong nói không sai thời đại thái hoang thế gian rất nhiều đại năng thái cảnh lựa chọn làm chó cho thần linh được gọi là thần sứ chuyên môn làm việc cho thần linh mà ở lúc ta chứng đạo thành thần, đó là gặp phải một ít chó săn thần linh đánh bất ngờ. Trong thanh âm lộ ra hận ý cùng sự không cam lòng nồng đậm. Tô dịch như mày nói, bọn họ vì sao phải nhằm vào ngươi? Sai rồi, không phải nhằm vào một mình ta, mà là nhằm vào toàn bộ nhân vật thái cảnh của tiên giới. Lâm Phong nói, ở lúc đó, phàm là kẻ không muốn hướng thần linh cúi đầu quỳ gối, nhất định bị thần linh không tha, không chỉ không thể chứng đạo thành thần, còn có thể gặp chèn ép cùng hãm hại. Dừng một chút, hắn cười lạnh nói, chính như sư tôn ta lúc trước nói, Thần vị có hạn, kẻ đã thành thần vì bảo vệ vị trí của mình, nhất định không thể dễ dàng cho phép người khác đến cướp thần vị. Cho nên, đối với toàn bộ nhân vật thái cảnh mà nói, chỉ còn lại có hai lựa chọn, hoặc là làm chó cho chư thần, hoặc là giống ta, tự mình đi mưu cầu con đường thành thần, nhưng nhất định sẽ bị chư thần nhằm vào cùng đà kích. Tô dịch gật gật đầu, hắn sớm rõ một điểm này. Trong năm tháng từ xưa đến nay, vô luận kỳ nguyên văn minh nào, kỳ nguyên pháp tác sinh ra đều cực kỳ ít, cái này cũng liền ý nghĩa cơ hội có thể luyện hóa kỷ nguyên pháp chứng đạo thành thần cũng cực kỳ ít cái này giống như lên núi chỗ trống của đỉnh núi chỉ có từng đó vậy mà lại có vô số kẻ leo núi đi leo lên ý đồ đến đỉnh núi thời điểm bực này các vị thần sớm leo lên đỉnh núi kia sao có thể dễ dàng cho phép người khác chiếm vị trí của bọn họ thật ra ta cũng rõ năm đó ta sở dĩ bị ám toán không phải là ta uy hiếp đối với chư thần lớn bao nhiêu mà là vì phúc thiên chu lẫm phong than thở một tiếng dù sao cho dù ở thời đại thái hoang trên đời cũng hầu như không có cơ hội thành thần, cho dù đặt chân đỉnh thái cảnh, tìm không thấy kỷ nguyên pháp tắc ngưng tụ thần cách, cũng nhất định không có khả năng đi chứng đạo thần cảnh. Bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Mà Phúc Thiên Chu, cho ta cơ hội như vậy, cho nên mới sẽ bị thần linh nhằm vào, mới sẽ bị tay sai thần linh điên cuồng trả thù. Mục đích của bọn họ, một là ngăn cản ta thành thần, hai là cướp đi Phúc Thiên Chu. Nghe xong mọi thứ lưỡng phong nói, tô dịch không khỏi nhớ tới ngao xích đỉnh bằng vào nhân quả thư chứng đạo thành thần, kết cục cỡ đó cũng rất thê lương đồng thời tô dịch cũng nhớ tới lạc trường ninh không thể nghi ngờ lạc trường ninh lúc trước nắm giữ chỉ xích kiếm cũng có được cơ hội chứng đạo thành thần nhưng gặp phải ngăn chặn đến từ chư thần nói từ trên ý nghĩa nào đó ở thời đại thái hoang nhân vật thái cảnh muốn chứng đạo thành thần chỉ có một biện pháp đó chính là tìm được một món bí bảo xếp vào trong hỗn độn cửu bí chín món hỗn độn bí bảo này đại biểu cho chín con đường thành thần ngao xích đình lạc trường ninh lẫm phong ba người từng đều có được cơ hội như vậy nhưng cũng bởi vậy trêu chọc phải họa lớn ngập trời kết cục mỗi người một thê thảm hơn ngao xích đỉnh bởi vì nhân quả thư đưa tới quá khứ nhiên đăng phật ra tay cuối cùng thân vẫn đạo tiêu toàn bộ long tộc nhất mạch đều theo đó bị diệt lạc trường ninh từng cố ý chứng đạo thành thần sống chết không rõ mà lẫm phong ở lúc thành thần gặp ám toán chỉ còn lại có một luồng hồn thể kéo dài đến nay tất cả đều bởi vì mỗi người bọn họ từng nắm giữ một cơ hội thành thần nghĩ đến đây tô dịch nhịn không được nói nhị sư tỷ cùng tứ sư đệ của người đâu lúc trước lẫm phong từng nói nhị sư tỷ hắn ngưng tú kiếm đế nắm giữ hỗn độn bí bảo lưỡng nghi đồ tứ sư đệ đông huyền kiếm đế nắm giữ hỗn độn bí bảo hóa giới xích lẫm phong trầm mọc một lát nói nhị sư tỷ năm đó mang theo lưỡng nghi đồ rời khỏi tiên giới đi truy tìm tung tích sư tôn ta đến nay chưa có tin tức về phần tứ sư đệ vẻ mặt hắn hiện ra biểu cảm bi ai cùng tự trách giọng điệu cay đắng năm đó hắn vì báo thù cho ta giết một lượng lớn chó săn của chư thần nhưng cuối cùng cũng vì thế trả giá tính mạng Tô dịch như mày nói, chết rồi. Lẫm phong gật gật đầu, vẻ mặt ảm đạm, đây là một khối tâm bệnh của hắn, đến nay vì thế cảm thấy tự trách cùng vô cùng hối hận. Ai giết hắn? Tô dịch hỏi tiếp. Mặc kệ như thế nào, tư sư đệ đông nguyền kiếm đế của lẫm phong cũng là thân truyền đệ tử kiếp thứ năm của hắn. Chuyện này tự nhiên khiến tô dịch không thể không coi trọng. Khuôn mặt tuấn tú của lẫm phong trở nên xanh mét dữ tợn, nói từng chữ một, một đám chó săn của môn hạ thiên hoang thần tôn. Thiên hoang thần tôn đây là một thần linh khiến tô dịch vô cùng xa lạ trước kia nghe cũng chưa từng nghe nói chẳng qua về sau chờ lúc gặp được ghi ninh tự nhiên có thể tìm hiểu từ nàng một phen mà lúc này lẫm phong nghiến răng nghiến lợi nói hôm nay các tay sai cống hiến cho thiên hoang thần tôn còn có không ít kẻ đều bị giam giữ ở linh khư sơn tô dịch ngẩn ra hoang mang nói đám chó săn kia đến nay đều còn bị chấn áp ở linh khư sơn lẫm phong cũng không biết nhớ tới cái gì sát khí đầy mặt hóa thành một mảng châm trọc nồng đậm nói, không sai, đám chó săn đó đều còn sống, nhưng lại không khác gì tù nhân. Mà chấn áp bọn họ, chính là thiên hoang thần tôn. Nói xong, chính hắn nhịn không được cười to, có phải rất bất ngờ hay không? Tô dịch nhíu mày, quả thực không ngờ sẽ là như thế, nói, đây là cớ gì? Nói tóm lại, thỏ khôn chết, chó săn bị làm thịt. Trên mặt lẫm phong tràn đầy sự vui vẻ không thể giấu được, đám tay sai cống hiến cho thiên hoang thần tôn đó, một lòng nghĩ làm việc cho thần linh, về sau sớm hay muộn có cơ hội được thần linh tiếp dẫn đến thần vực. Đáng tiếc, bọn họ đã tính sai một sự kiện, khi chó săn không còn giá trị lợi dụng, nhất định sẽ bị thần linh vô tình vứt bỏ, cái này gọi là coi như cỏ rác, vứt như dày hỏng. Tô Dịch hãy còn khó hiểu, nói, nhưng vì sao đám chó săn kia sẽ bị giam giữ lại? Lâm Phong nói, bởi vì cần phòng ngừa bọn họ chó nóng lên nhảy tường, phát tán khắp thiên hạ thần linh ti tiện cùng vô sỉ, nếu như vậy, về sau ai còn muốn làm chó cho thần linh? Dừng một chút, hắn nói, ngoài ra, mang lũ chó săn này nuôi nhốt, về sau cũng có thể lợi dụng lần nữa. Theo ta biết, thiên hoàng thần tôn từng hứa hẹn, nói cho đám chó săn bị giam giữ kia, về sau chờ lúc tiên giới xuất hiện con đường thành thần, sẽ tiếp dẫn bọn họ rời khỏi. Nói đến đây, trên khuôn mặt tuấn tú kia của lẫm phòng đã tràn đầy châm chọc, buồn cười là, trong lũ chó săn kia, thế mà có rất nhiều người đều tin. Rõ ràng là bị thiên hoang thần tôn chính tay giam giữ, lại còn tin tưởng cái bánh thiên hoang thần tôn vẽ, quả thực chuyện cười trong thiên hạ. Tô dịch dây dây mi tâm, nói, nhưng con đường thành thần, quả thực sắp xuất hiện rồi. Một câu, khiến nụ cười trên mặt lẫm phong phai nhạt lâm vào trầm mặc ánh mắt tô dịch lóe lên suy nghĩ nói càng đừng nói một hồi hạo kiếp kia nhằm vào nhân vật thái cảnh thời kỳ thái hoang tiêu diệt không biết bao nhiêu cường giả thái cảnh ở thế gian mà lũ chó săn kia tuy bị giam giữ lại ít nhất bảo vệ được tính mạng lẫm phong nhíu mày nói nghe ý tứ của ngươi là cho rằng lũ chó săn kia còn phải mang ân đối với thiên hoang thần tôn trong giọng nói lộ ra một tia không vui tô dịch lắc đầu nói sai rồi ta chỉ là đang phân tích vì sao lũ chó săn kia sau khi bị giam giữ còn muốn đi tin tưởng lời của thiên hoang thần tôn dù sao bọn họ lúc trước quả thực giữ được tính mạng mà hôm nay con đường thành thần cũng rất nhanh sẽ xuất hiện lâm phong cười lạnh nói nhưng ta dám cam đoan cho dù con đường thành thần xuất hiện thiên hoang thần tôn cũng sẽ chỉ coi bọn họ là chó để sai khiến căn bản không có khả năng tiếp dẫn bọn họ tới thần vực tô dịch tán đồng ý kiến này hắn nói trong ba năm năm kế tiếp thần họa bao trùm ở trong chu hư quy tắc của tiên giới sẽ biến mất con đường thành thần cũng sẽ tái hiện mà mấy năm nay lục tục có thần tử hàng lâm tiên giới làm chuẩn bị cho mưu đoạt tạo hóa thành thần ngươi cảm thấy ở dưới tình huống cỡ này thần linh sẽ phái người sớm thả ra lũ chó săn thần linh bị giam giữ kia hay không lẫm phong nói bọn họ đã làm như vậy tô dịch trượt cảm thấy bất ngờ đã bắt đầu ở chỗ sâu trong đông hải này tổng cộng có ba tòa lao ngục thần linh ở thái hoang sơ kỳ để lại trong mỗi một tòa lao ngục đều giam giữ một đám tay sai cống hiến cho thần linh ba tòa lao ngục này một chỗ ở linh khư sơn một chỗ ở di tích cổ thi lẫm phong nói xong xoay người chỉ vào chỗ sâu trong nguyên từ băng hải nói một chỗ nữa nằm ở sâu trong nguyên từ băng hải này trong lòng tô dịch chấn động mấy tháng trước hắn từng cùng xích long đạo quân xông pha di tích cổ thi hắn cũng chính là ở trên vô sinh sơn của di tích cổ thi chứng đạo tiên vương cảnh mà ở lúc ấy từng xảy ra biến cố cực đoan quỷ dị ở chỗ sâu trong di tích cổ thi kia từng có một đám tồn tại khủng bố chưa biết tới ra tay ý đồ lưu lại hắn cùng xích long đạo quân đến nay Tô Dịch còn nhớ rõ thanh âm của những kẻ đó. Đừng đi, cứu chúng ta, cứu chúng ta. Kẻ địch của chúng ta đều là thần linh, cứu chúng ta, cũng tương đương đang cứu chính người. Đạo huynh, mau ngăn cản hắn, nhất định không thể để hắn chạy thoát. Đúng, quy năng của thanh kiếm kia, có thể phá cấm kỵ đại kiếp, khiến chư thần cũng không làm gì được, tất nhiên có thể đánh vỡ thần mục vây khốn chúng ta. Mau, cùng nhau ra tay. Chính là chuyện này, khiến Tô Dịch lúc ấy suy đoán ra, trong các cấm khu thần bí chưa biết kia ở sâu trong di tích cổ thi nhốt một ít cường giả thực lực cực đoan khủng bố các cường giả kia nghi ngờ là bị thần linh chấn áp nhốt ở trong một mảng cấm khu bị gọi là thần ngục kia lúc ấy tô dịch còn kỳ quái những kẻ đó nếu thật sự là kẻ địch của thần linh sao có thể chưa bị giết chết mà chỉ là bị giam giữ lại bây giờ hắn vốt cuộc đã hiểu nơi đó thật là một tòa lao ngục thần linh bố trí giam giữ các cường giả khủng bố kia đó là tay sai cống hiến cho thần linh lại thấy lẫm phong tiếp tục nói lúc trước ngươi cũng đã phát hiện ở sâu trong nguyên từ băng hải này khắp nơi bao trùm nguyên từ thần quang lực lượng bực này đến từ một vị thần linh được gọi là hạo vũ thần tôn để lại cũng chính là lực lượng bực này hóa thành một tòa lao ngục mang các tay sai cống hiến cho hạo vũ thần tôn trấn áp lại hạo vũ thần tôn đây lại là một thần linh tô dịch cũng chưa từng nghe nói ở một năm trước một lão gia hỏa của đông hải bồng lai tiên các mang theo một đạo pháp chỉ đến từ hạo vũ thần tôn đến nguyên từ băng hải muốn mở ra tòa lao ngục kia thả ra chó săn thần linh bị giam giữ trong đó. Lâm Phong nói, chẳng qua, lại bị ta kịp thời ngăn chặn, một kiếm chém lão ra hỏa kia, đáng tiếc là, về sau ta mới phát hiện, tòa lao ngục kia đã buông lỏng đã có một chút chó săn thần linh trốn thoát. Trong khoảng thời gian này, ta luôn ở trong Đông Hải tìm kiếm tung tích của bọn họ, trước mắt đã giết bốn tên chó săn thần linh. Nghe tới đây, tô dịch nhất thời đã hiểu, trách không được trong một đoạn thời gian quá khứ, thuyền phù du sẽ xuất hiện ở khu vực khác nhau của Đông Hải thì ra là lẫm phong đang đuổi giết đám chó săn thần linh từng nguyên từ băng hải chạy ra hắn hỏi theo ngươi nói thần linh đứng sau lưng bồng lai tiên các chính là hạ vũ thần tôn trước kia không phải bây giờ hẳn là đúng lẫm phong vẻ mà phức tạp ít nhất ở thời đại thái hoang bồng lai tiên các chưa từng cống hiến cho bất cứ thần linh nào khai phái tổ sư của bọn họ từng có duyên tiến vào linh khư sân tìm hiểu đại đạo còn từng đạt được nhị sức tỷ chỉ điểm nhưng năm tháng dài lâu trôi qua ở thiên hạ hiện nay Môn phái này nghi ngờ đã móc nối quan hệ với Hạo Vũ Thần Tôn, nếu không, tuyệt đối không có khả năng có được pháp chỉ của Hạo Vũ Thần Tôn, cũng không có khả năng biết ở chỗ sâu trong nguyên tử băng hải này giam giữ một đám tai sai cống hiến cho Hạo Vũ Thần Tôn. Tô Dịch gật gật đầu, phân tích như vậy hợp tình hợp lý, sau đó, hắn nhớ tới một sự kiện, lúc trước ở trong hành động di tích Long Cung, hắn từng nhớ rõ, Hi Ninh từng nói, khi thần tử công dương Vũ Hàng Lâm tiên giới, chính là do Bồng Lai tiên các tiếp dẫn, cái này có phải ý nghĩa? công dương vũ nghi ngờ chính là hậu duệ của hạo vũ thần tôn kia hay không bồng lai tiên các đã làm việc cho hạo vũ thần tôn muốn mở ra lao ngục của nguyên tiểu băng hải vậy có phải ý nghĩa hai lao ngục phân biệt ở trong linh khư sơn cùng di tích cổ thi cũng sẽ xảy ra chuyện tương tự hay không cần biết không chỉ bồng lai tiên các có thần linh đứng sau lưng giống đông hải huyền không sơn từng tiếp dẫn thần tử thanh tiêu hàng lâm tiên giới bích tư tiên cung từng tiếp dẫn thần tử kim trục lưu hàng lâm tiên giới căn bản không cần nghĩ sau lưng hai đạo thống cổ xưa lớn này của đông hải tất nhiên đều có thần linh. Từ một có thể suy ra ba, có thể suy đoán, trong các đại thế lực tu hành này của Đông Hải, tất nhiên còn có chuyện tương tự. Tương tự, Đông Hải đã phân bố ba tòa lao ngục thần linh để lại, như vậy ở cảnh nội tiên giới 49 châu, tất nhiên cũng có lao ngục tương tự. Kẻ giam giữ trong đó, tất nhiên đều là thần sứ thời đại Thái Hoang từng bán sức cho chư thần. Nghĩ đến đây, tô dịch không khỏi dây dây mi tâm. Thế cục, càng thêm phức tạp. Có thể đoán được là, ba năm năm sau, khi con đường thành thần xuất hiện, không chỉ các nhân vật cấp thần từ kia sẽ tham dự vào đám tay sai từng ở thời kỳ thái hoang nghe lệnh chư thần kia cùng với các lão gia hỏa tiên giới vì tránh né thần họa mà trốn đi tất nhiên cũng sẽ lục tục ra sân ngoài ra các thần linh kia sao có thể thờ ơ quả thật thần linh không thể hàng lâm tiên giới nhưng đừng quên giống quá khứ nhiên đăng phật chính là một tồn tại khủng bố có thể mang lực lượng ý chí phóng đến tiên giới hơn nữa chỉ là lực lượng ý chí cũng có thể chấn áp chém giết ngao xích đình chứng đạo thành thần đủ thứ đều là biến số không thể đoán trước, khi con đường thành thần thật sự xuất hiện, tiên giới này còn không biết sẽ nhấc lên gợn sóng cùng dung chuyển lớn cỡ nào. Tô dịch trầm mặc, lẫm phong cũng không biết đang nghĩ cái gì. Không khí nhất thời có chút yên tĩnh cùng nặng nề, chỉ có gió lạnh thấu xương gào thét, bông tuyết lớn như lông ngỗng bay múa ở trong thiên địa. Nếu ta không đoán sai, người đại khái đã nhìn thấu thân phận của ta nhỉ. Hồi lâu sau, tô dịch chợt hỏi. Trên khuôn mặt tuấn tú như thiếu niên của lẫm phong hiện lên một mảng biểu cảm lạ, đại khái đã nhìn ra, chỉ là, theo ý ta, người căn bản không có khả năng là sư tôn ta. Tô dịch như có hứng thú nói, vì sao không có khả năng? Lấm phong nói ngay không cần những ngợi người quá yếu, cũng quá trẻ tuổi, trong mắt ta, tính tình cũng quá cường thế cùng bá đạo, tác phong làm việc cũng hoàn toàn không giống với sư tôn ta, hoàn toàn là hai người khác nhau. Tô dịch cười cười, nói, sư tôn ngươi khi tu vi như ta, có thể chấn áp chém giết đại năng cấp cái hoa hay không? Lấm phong do dự một lát, cuối cùng lắc đầu nói, không rõ, ta cũng không ngại nói thẳng cho dù là ở trong lòng sư huynh đệ chúng ta, sư tôn cũng rất thần bí cùng siêu nhiên, lão nhân xa quanh năm du lịch bên ngoài, thần long thấy đầu không thấy đôi, cũng hầu như rất ít can thiệp chuyện của chúng ta. Nói xong, hắn lộ ra vẻ mặt hồi ức, nói ra ngươi có thể không tin, ở trong cả đời tu hành của ta, gặp mặt sư tôn, tuyệt đối không vượt qua chín lần. Dù là đại sư huynh cũng từng nói, thời gian hắn theo bên người sư tôn cộng lại, cũng không vượt qua ba tháng, nhị sư tỷ không khác lắm với ta. Về phần tứ sư đệ, chỉ ở lúc bái vào sư môn, từng được sư tôn tự mình chỉ điểm, sau đó chưa từng gặp sư tôn, hoàn toàn là do đại sư huynh thay thầy dạy dỗ. Bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Tô dịch Kiếp thứ năm của mình ở trên việc dạy đồ đệ, không khỏi cũng quá không có trách nhiệm rồi nhỉ. Lẫm phong hoàn toàn đám chìm ở trong hồi ức, sư huynh đệ chúng ta đều có thể cảm nhận được, sư tôn cũng chặt đứt toàn bộ ràng buộc với thế gian, cô độc, siêu nhiên khỏi thế gian, làm người ta chỉ có thể nhìn lên, lại không cách nào thật sự tiếp cận. Sau đó, Hắn trầm mặc một lát, lúc này mới nói: Ta thường xuyên có thể cảm nhận được, giống như bất cứ chuyện gì của thế gian, ở trong mắt sư tôn đều bé nhỏ không đáng kể. Đại sư huynh thường nói, sư tôn sở dĩ sẽ như thế, là vì quá cô độc. Tôi dịch mím môi, như có chút suy nghĩ. Kiếp thứ năm của mình, cho người ta cảm giác tựa như một vị khách qua đường của thiên địa, không có vướng bận, rất thần bí, cũng rất siêu nhiên. Dù là các đệ tử kia của hắn, cũng không thể thật sự tiếp cận hắn. Chẳng qua, sư tôn đối đãi chúng ta là tốt nhất đột nhiên lấm vong giọng điệu kiên định nói một thân y bát của người đều không hề giấu riêng để lại linh khư sơn bảo vật người quá khứ hành tàu thiên hạ tìm được cũng đều để lại cho sư huynh đệ chúng ta mà lão nhân gia cũng chưa từng đưa ra bất cứ yêu cầu gì đối với chúng ta những kẻ làm đệ tử này người cũng biết ở trước khi sư tôn rời khỏi tiên giới ngay cả bốn món hỗn độn bí bảo kia hắn dốc hết tâm huyết cùng thời gian sưu tập được đều phân biệt để lại cho sư huynh đệ chúng ta điều này làm chúng ta những kẻ làm đệ tử này thậm chí thường xuyên sẽ cảm thấy sợ hãi lo lắng cô phụ sư tôn bồi dưỡng nói đến đây hắn đột nhiên dương mắt nhìn về phía tô dịch ngươi nói ngươi sao có khả năng là sư tôn của ta cái này không phải phủ nhận tô dịch mà là đang biểu đạt hoang mang cùng khó hiểu muốn để tô dịch lấy ra chứng cứ có sức thuyết phục đi chứng minh tô dịch sờ sờ mũi nhất thời không có lời nào để nói hắn còn chưa từng thật sự dung hợp đạo nghiệp kiếp thứ năm sao có thể giải thích tất cả cái này thậm chí chuyện liên quan kiếp thứ năm hắn cũng ra không hiểu biết bằng lẫm phong lẫm phong nói nhưng ta lại không thể phủ nhận ngươi không phải sư tôn bởi vì phúc thiên chu nhận ra thân phận của ngươi thì ra là thế tô dịch đã hiểu lẫm phong ở lúc ban đầu sở dĩ bài xích mình như vậy đơn giản là cho rằng tranh lệch giữa mình cùng kiếp thứ năm quá lớn không chỉ thực lực cách xa ngay cả tính tình và phong cách làm việc cũng hoàn toàn khác nhau dưới tình huống bực này cho dù phúc thiên chu đã nhận ra bản thân nhưng lẫm phong lại rất khó thật sự tiếp nhận mình chính là sư tôn của hắn cái này rất bình thường dù sao cũng là có khác biệt ánh mắt sắc bén kia của lẫm phong nhìn chằm chằm tô dịch không vui nói vì sao không nói lời nào ta đã nói cho ngươi nhiều chuyện như vậy ngươi không thể cho ta một câu trả lời rõ ràng tô dịch cười cười nói ở trước khi chứng minh tất cả cái này ta hỏi ngươi trước nếu ta thật là sư tôn ngươi ngươi có tiếp nhận hay không vẻ mặt lẫm phong lúc sáng lúc tối do dự bởi vì hắn thật sự không thể mang tô dịch trước mắt cùng sư tôn trong lòng hắn kính ngưỡng cùng tôn sùng nhất liên hệ lại cũng không phải tô dịch thực lực không chịu nổi mà là hắn rất khó tiếp nhận sư tôn dám không đặt thần linh ở trong mắt sẽ biến thành một người trẻ tuổi như vậy tô dịch thấy vậy không nói gì lật lòng bàn tay quan tài kiếm sáu tấc hiện ra đôi mắt lẫm phong co lại cả người chấn động chỉ xích kiếm không thể nghi ngờ không chỉ phúc thiên chu nhận ra thân phận tô dịch ngay cả chỉ xích kiếm cũng vật quy nguyên chủ ở trong hỗn độn cử bí chỉ xích kiếm kiệt ngạo cùng hung hoành nhất năm đó sư tôn trước khi giao bảo vật này cho đại sư huynh nắm giữ còn không thể không tự mình thi triển phong ấn lúc một cái quan tài kiếm sáu tấc áp chế hung tính của chỉ xích kiếm sợ đại sư huynh sẽ gặp cắn trả thậm chí ngay cả đại sư huynh cũng từng nói nếu không phải quan tài kiếm sáu tấc áp chế bất cứ nhân vật thái cảnh nào trên đời cũng đừng mơ áp chế được chỉ xích kiếm càng đừng nói hàng phục chỉ xích kiếm nhưng bây giờ chỉ xích kiếm lại vô cùng ngoan ngoãn nằm ở trong tay tô dịch một tiên vương như vậy điều này làm lẫm phong đâu có thể nào không biết việc này ý nghĩa cái gì mà còn chưa chờ lẫm phong mở miệng lòng bàn tay tô dịch mở ra lần nữa một tấm lệnh bài hiện lên ngang trời hóa thành một linh hồn chiến ngẫu bóng người khôi ngô cao lớn một đôi mắt lạnh nhạt lãnh khốc không có cảm xúc dao động lui bá lần này lẫm phong không khống chế được cảm xúc trong lòng nữa thất thanh kêu lên thì ra thì ra ngươi còn sống quá tốt rồi quá tốt rồi trên khuôn mặt của hắn tràn đầy vui sướng cùng kích động nhưng lôi trạch lại không có quá nhiều phản ứng giọng khàn khàn nói lẫm phong thiếu chủ thần hồn thuộc hạ bị thương nặng thần trí đần độn nếu có chỗ nào hồi phục không chu toàn xin ngài tha thứ so sánh với trước kia lôi trạch đã khôi phục rất nhiều cái này bắt nguồn từ trong một đoạn thời gian rất dài vừa qua tô dịch sư tập được cho hắn rất nhiều tiên dược chữa trị thần hồn một tiếng lẫm phong thiếu chủ khiến hốc mắt lẫm phong đỏ lên cánh mũi cay cay ở trong sư môn sư tôn quanh năm du lịch bên ngoài thần long thấy đầu không thấy đuôi cho dù trở lại tông môn cũng luôn luôn thăm cư hiếm khi ra ngoài ngược lại lôi trạch thường xuyên chiếu cố cuộc sống của sư huynh đệ bọn họ không có thiếu sót gì sư huynh đệ bọn họ cũng chưa từng coi lôi trạch là một con rối lạnh như băng để đối đãi ở sâu trong lòng vẫn luôn coi lôi trạch là trưởng bối mà nay lần nữa nhìn thấy lôi trạch bảo lẫm phong làm sao có thể không kích động hít sâu một hơi lẫm phong nói lôi bá gã kia hắn hắn thật là sư tôn ta lôi trạch giọng khàn khàn nói lẫm phong thiếu chủ xưng hô của ngài đối với chủ thượng có chỗ bất kính xin thận trọng lời nói cử chỉ lẫm phong ngẩn ngơ hắn làm sao nghe không ra ý tứ hàm xúc trong lời nói của lôi trạch tô dịch này thật là sư tôn của hắn xin lỗi thì không cần dù sao ta bây giờ còn không phải sư tôn của hắn tô dịch nói lôi trạch ngươi phải nghỉ ngơi trước rõ bóng người lôi chạch lóe lên hóa thành lệnh bài rơi vào trong lòng bàn tay tô dịch mà tô dịch dương mắt nhìn về phía lẫm phong nói ngươi bây giờ cũng không cần nhận ta vẻ mặt lẫm phong biến ảo không ngừng muốn nói lại thôi ngươi có phải hay không muốn nói nếu ta là sư tôn ngươi vì sao sẽ biến thành bộ dạng này tô dịch liếc một cái nhìn thấu tâm tư của lẫm phong không sai lẫm phong gật đầu tô dịch cười nói cái này có liên quan với luân hồi nói đơn giản ta kiếp này còn chưa từng thật sự dung hợp lực lượng đạo nghiệp thuộc về sư tôn ngươi, nghiêm khắc mà nói, là lực lượng đạo nghiệp kiếp trước lưu lại. Lẫm phong nhíu mày, sao nghe qua là lạ? Tô dịch nói, chờ ta thức tỉnh đạo nghiệp kiếp trước, ngươi tự nhiên sẽ không vì thế cảm thấy kỳ quái nữa. Lẫm phong trầm mặc, tô dịch cũng không nói thêm nữa, tính tâm chữa trị thương thế trên người. Lúc trước đại chiến thảm thiết một trận với khanh vũ, cổ ổn thiện, khiến hán bị thương thê thảm nặng nề vô cùng, xương cốt toàn thân cũng thiếu chút nữa bị đánh vỡ, lục phủ ngũ tạng cũng đã bị thương nặng thậm chí ngay cả vạn giới thủ cũng bởi vì lực lượng sắp hao hết bày ra dấu hiệu héo rũ dựa vào phỏng đoán thương thế bực này không có 10 ngày nửa tháng chỉ sợ không thể hoàn toàn khôi phục lại chẳng qua so với điều này sau khi trải qua một trận chiến thảm thiết như thế mang tới cho tô dịch lợi ích cũng rất lớn đạo thể tu vi lực lượng đại đạo thậm chí tinh khí thần tựa như bị hoàn toàn đánh nát bắt đầu thực hiện một loại tổ hợp lại hoàn toàn mới đúng như phá rồi lập phượng hoàng nếp bàn Tô Dịch có một loại dự cảm mãnh liệt, là mình khi hoàn toàn khôi phục lại, ở con đường cấp bậc tiên vương chắc chắn bước vào trình độ cực điểm đại viên mãn chưa từng có. Đến lúc đó, cách chứng đạo thái cảnh cũng chỉ thiếu một cơ hội. Mà ở trước đó không lâu, Tô Dịch còn từng định ra mục tiêu, muốn ở trước khi con đường thành thần xuất hiện, mang tu vi hoàn toàn đầy tới cấp thái huyền. Trước mắt phen lột xác này ở trong chiến đấu đẫm máu rèn luyện ra, không thể nghi ngờ ý nghĩa, hắn cách thái cảnh đã tiến thêm một bước. Đây là tính toán của Tô Dịch. Nếu muốn ở trong 3 năm năm, khiến tu vi liên tục đột phá hơn nữa căn cơ đại đạo rèn luyện đến mức không có sơ hở chỉ có một biện pháp dốc hết toàn lực đi mưu đoạt tạo hóa tăng lên tu vi ngoài ra không còn cách khác thời gian trôi qua từng chút một lẫm phong đứng ở trên phúc thiên chu trầm mặc rất lâu như đang suy nghĩ cái gì nhân quả thư thì bay vút lên vòng quanh phúc thiên chu không ngừng xoay tròn trên một trang sách trong đó hiện ra từng hàng triệu viết chu lão bát người cũng đáp lại ta một phen sao biến thành cầm điếc rồi chúng ta đã rất lâu rất lâu rồi chưa gặp mặt ngươi không muốn trò chuyện một chút với ta mắt thế phúc thiên chu thờ ơ nhân quả thư tượng như rất ẩy oải trên trang sách hiện lên một câu ai thời gian vô tình là dễ thay đổi lòng người nữa sau đó nó liền về tới bên cạnh tô dịch cũng bắt đầu trầm mặc cũng không biết bao lâu lẫm phong đột nhiên nói vậy ngươi khi nào có thể thức tỉnh mọi thứ kiếp trước biến trở về sư tôn ta quen thuộc tô dịch lạnh nhạt nói ngươi cảm thấy ta sau khi dùng hợp ký ức kiếp trước còn có thể là sư tôn ngươi quen thuộc sao lẫm phong ngẩn ra sau đó như bị xét đánh mất hồn mất vía tô dịch thở dài nói lời tàn khốc kiếp trước của ta là sư tôn ngươi ngươi chẳng lẽ còn không rõ điều này ý nghĩa cái gì sư tôn hắn hắn cả người lẫm phong cũng du lên vẻ mặt không ngừng biến ảo giống như không thể tiếp nhận sự thực như vậy tô dịch không nói nữa bạn đang xem kiếm đạo đệ nhất tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim lý phù du cho dù lợi hại nữa thần bí nữa siêu nhân nữa nhưng cũng đã chết nếu không sao có thể sẽ có mỗi một lần chuyển thế kế tiếp chợt lẫm phong hít sâu một hơi nói nhưng ta không tin tô dịch nhíu mày nói xử trí theo cảm tính cũng không tốt đôi mắt lẫm phong nhìn chằm chằm tô dịch ta chỉ hỏi ngươi khi nào có thể thức tỉnh mọi thứ của sư tôn ta tô dịch lắc đầu không rõ thức tỉnh đạo nghiệp kiếp trước cũng là cần cơ hội có lẽ có liên quan đột phá với tu vi có lẽ có liên quan với một ít chuyện kiếp trước tất cả đều rất khó nói cơ hội cơ hội lẫm phong lẩm bẩm đau khổ suy nghĩ. Sau đó, hắn giống như nhớ tới cái gì, mắt tỏa sáng, kích động nói, người có dám đi Linh Khư Sơn hay không? Tô dịch khó hiểu nói, cái gì gọi là có dám hay không? Lâm Phong hít sâu một hơi, cố gắng để mình bình tĩnh, giải thích, sớm từ Thái hoang hậu kỳ, Linh Khư Sơn gặp phải thiên hoang thần tôn đả kích, hủy hoại nghiêm trọng. Ngoài ra, lúc trước ta cũng từng nói với ngươi, thiên hoang thần tôn để lại ở nơi đó một tòa lao ngục, giam giữ các tay sai cống hiến cho hắn nơi đó bao trùm lực lượng tịch diệt quy tắc thiên hoang thần tôn để lại đã sớm biến thành một chỗ cấm địa hung hiểm vô cùng nói xong lời cuối cùng ánh mắt hắn trở nên ảm đạm không nói dối người tịch diệt quy tắc kia vô cùng cấm kỵ ngay cả ta cũng không dám mạo muội tiến vào nếu không phúc thiên chu cũng không bảo vệ được một đạo hồn thầy này của ta linh khư sơn vốn là tổ đình sư môn hắn như quê nhà nhưng bởi vì một hồi biến cố ở trong năm tháng quá khứ dài lâu này lại không cách nào trở về nhìn lại một lần nào nữa cảm giác này khiến lẫm phong mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy phẫn nộ cùng buồn bã mà tô dịch giờ phút này rốt cuộc đã hiểu ý tứ của lẫm phong mười ngày sau ở sâu trong đông hải dưới một mảng bầu trời âm u sương mù tràn ngập vua phúc thiên chu chở tô dịch và lẫm phong bỗng dưng xuất hiện nơi này ta đã rất lâu rất lâu chưa từng tới rồi lâu đến mức ta cũng đã quên lần trước trở về là bao nhiêu năm trước vẻ mặt lẫm phong hoảng hốt đứa con lưu lạc trở về nhà khi tới gần quê trong lòng thấp thỏm nhưng đối với hắn mà nói đến Linh Khư Sơn sẽ chỉ gợi lên vô tận chuyện đau lòng của hắn, cho nên rất lâu rồi cũng chưa từng trở về một lần. Tô Dịch nói, cũng chính là nói, người cũng không rõ, năm tháng dài lâu trôi qua, Linh Khư Sơn rốt cuộc từng xảy ra biến hóa như thế nào. Lẫm Phong gật gật đầu, nói, cho nên, ta không đề nghị ngươi mạo muội tới đó. Trong lòng hắn quả thực rất mâu thuẫn. Đã hy vọng Tô Dịch ở sau khi tiến vào Linh Khư Sơn, có lẽ sẽ giúp cảnh sinh tình, có cơ hội dung hợp ký ức kiếp trước, lại lo lắng linh khư sơn quá mức hung hiểm khiến tô dịch xảy ra bất chắc tô dịch cười cười nói ta rất có hứng thú với khối hỗn độn diễn đạo bi kia của ngươi tương tự cũng muốn xem xem còn có thể từ trong linh khư sơn tìm được một ít vật phẩm chịu tài ký ức kiếp trước hay không cho nên người đã không cần khuyên nữa mười ngày thời gian thương thế của hắn hoàn toàn khép lại hơn nữa không ra ngoài hắn đoán trước toàn thân hắn thực hiện một hồi biến hóa như thay ra đổi thịt tu vi một hơi đặt chân trình độ giữa cảnh đại viên mãn mà từ trong miệng lẫm phong hắn đã tìm hiểu được rất nhiều chuyện có liên quan với linh khư sơn sớm bị gợi lên sự tò mò cho nên mới sẽ quyết định đến một chuyến vậy ngươi cần phải để ý một chút ở sau khi tiến vào linh khư sơn ta không cách nào đến giúp người nữa lẫm phong nói xong chỉ nơi cực xa tám trăm dặm ở chỗ sâu trong sương mù kia có một thông đạo không gian mở ở trên không trung đạt ở thời kỳ thái hoang chỉ có ngồi phúc thiên chu mới có thể tiến vào trong đó chẳng qua từ sau khi linh khư sơn gặp phá hủy vô luận là ai chỉ nếu không sợ bị tịch diệt quy tắc thiên hoang thần tôn để lại đạc kích ai cũng có thể tiến vào. Tô dịch gật gật đầu. Nếu ngươi... Lẫm phong trần chờ một phen, sau đó nghiêm túc nói, gặp nguy hiểm không thể hóa giải, thì lấy ra phúc thiên chu, ta liều hết tất cả giết ra cho ngươi một con đường sống. Tô dịch ngẩn ra. Không đợi hắn mở miệng, hồn thể lẫm phong đột nhiên biến mất ở trên phúc thiên chu, mà phúc thiên chu thì trở thu nhỏ lại vô số lần, hóa thành kích thước hạt đào, lơ lửng ở trước người tô dịch. Hắn nâng tay thu hồi bảo vật này, sau đó hướng về chỗ sâu trong sương mù bước đi lẫm phong năm đó ở lúc chứng đạo thành thần chính là gặp phải đám chó săn kia dưới trướng thiên hoang thần tôn ám toán dẫn tới đạo thể tan vỡ hủy diệt thiếu chút nữa đi đời nhà ma may có phúc thiên chu mới may mắn bảo toàn một luồng hồn thể bất diệt mà dựa theo ý kiến của lẫm phong một khi hắn gặp tịch diệt lực thiên hoang thần tôn để lại một luồng hồn thể này cũng không thể bảo vệ được cho nên trong năm tháng quá khứ dài lâu hắn mới chưa từng đặt chân linh khư sơn nữa chẳng qua tô dịch cũng chưa từng tính để lẫm phòng hỗ trợ sương mù tràn ngập trời đất âm trầm ngay cả mặt biển cũng yên lặng bất động như tấm gương không có một chút gợn sóng nào bầu không khí im ắng đó làm người ta không hiểu sao cảm thấy áp lực tô dịch đi qua trong đó trên đường vẫn chưa gặp cái gì nguy hiểm chỉ một lát liền nhìn thấy trong hư không nơi cực xa có một vết rách không gian phạm vi chừng nhìn trượng sương mù dày nặng che phủ ở nơi đó khiến một vết rách không gian kia như ẩn như hiện không thể nghi ngờ đó là cửa vào tiến vào linh khư sơn giờ khắc này Tô dịch cũng không khỏi sinh ra chờ mong lý phủ du kiếp thứ năm của mình rốt cuộc là một người như thế nào lão vượn đeo kiếm từng nói hắn là một vị kiếm tiên thần bí sư nhiên nhất thời đại thái hoang phủ du hồ vạn vật tri tổ vật vật nhi bất vật vu vật đây là nguồn gốc cái tên của nó trích trong tề vật luận của trang tử ở thời đại thái hoang nhân vật tiên đạo bình thường căn bản không biết lý phủ du cái tên này đúng như đại đạo vô danh nhưng ở trong mắt nhân vật thái cảnh đế quân lý phù du tiền bối tuyệt đối là một tồn tại không thể vượt qua hắn từng được coi là tiêu giao tiên trên trời, người đưa đỏ đại đạo. Cũng từng ở bờ Đông Hải để lại một chiếc thuyền phù du, vô luận là ai, chỉ cần được thuyền phù du tán thành, đều có thể ngồi thuyền này, tới Linh Khư Sơn nơi hắn quy ẩn tu hành. Ngay cả tàng kinh lâu hắn để lại Linh Khư Sơn, được coi là đạo tàng bảo khố số một của thiên hạ Thái Hoang. Ở thời đại Thái Hoang, thế gian có lẽ lấy nhân vật Thái Cảnh đứng đầu, nhưng Lý Phù Du là một vị tồn tại duy nhất vượt lên trên Thái Cảnh. Mà ở trong mắt lẫm phong kiếm đế đệ tử của Lý Phù Du, làm sư tôn, Lý Phủ Du cũng rất thần bí, siêu nhiên khỏi vạn vật, ngạo tuyệt trên thế gian, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mang đi so sánh, trong kiếp trước của tô dịch, quan chủ khoáng đạt tự tại nhất, thẩm mục thiên tư cao nhất, vương dạ bá đạo nhất. Mà Lý Phủ Du thì có thể dùng siêu nhiên và thần bí để hình dung. Mọi thứ liên quan hắn, đến nay đều như là bí ẩn. Mà bây giờ, tô dịch ý thức được, mình cách vạch trần bí ẩn này đã gần trong gang tấc. Không trần chờ nữa, tô dịch trực tiếp hướng về nơi ra bước đi. Đứng lại! bỗng nhiên một thanh âm trầm hùng vang lên chỉ thấy trong một vết rách không gian nghìn trượng bị sương mù lượn lờ kia vậy mà lại có bóng dáng một đám người bay ra khí thế hùng hổ kẻ cầm đầu là một ông lão dâu dê mà đạo bào đôi mắt lõm xuống cả người tràn ngập khí tức mạnh mẽ cấp thái vũ mà tất cả mọi người bên cạnh hắn tất cả đều là tiên vương một mũi lực lượng như vậy đặt ở tiên giới lúc này đã có thể xưng là đứng đầu đủ có thể uy hiếp một phương khiến thế gian lâm vào chấn động nhưng đối với tô dịch hôm nay mà nói chút lực lượng này đã hoàn toàn có thể không đặt vào mắt các ngươi là người của bích tiêu tiên cung tô dịch có chút bất ngờ từ quần áo trang phục của đối phương nhận ra những người này đến từ bích tiêu tiên cung thế lực đầu sỏ đông hải khai phái tổ sư của nó đó là thí không đế quân trừ thần thông một trong các đại địch kiếp thứ sáu của tô dịch nhãn lực của các hạ cũng không tầm thường ông lão dâu dê đánh giá cao thấp tô dịch một lần dáng vẻ rất tự phụ giọng điệu lạnh nhạt nói nơi này sớm bị phái ta liệt vào cấm địa các hạ vẫn là mời trở về đi lão liếc một cái đã nhìn ra người trẻ tuổi này khí tức toàn thân tuy bình thản không có gì lạ nhưng thế mà cũng có đạo hạnh cấp bậc tiên vương rõ ràng không phải nhân vật tầm thường cho nên lời lẽ thật ra cũng không bất kính nếu đổi làm tiểu nhân vật khác sớm bị lão một tát đánh chết ném xuống biển căn bản lời nói lời thừa tô dịch cười cười nói nhưng theo ta biết nơi này chính là cửa vào tiến vào linh khư sơn không phải là địa bàn của bích tiêu tiên cung bên cạnh ông lão dâu dê một người trung niên áo bảo tím đai ngọc không vui nói các hạ là cố ý giả bộ hồ đồ sao không nhìn ra nơi đây đã sớm bị phái ta nắm giữ khuyên ngươi nhanh chóng biến mất đừng tự gây ra sai lầm nếu không mặc kệ ngươi thân phận gì hôm nay nhất định xui xẻo trong giọng nói đã tràn đầy uy hiếp tô dịch không quá bận tâm ồ một tiếng sau đó đột nhiên nói các ngươi đang làm việc cho thiên hoang thần tôn kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người